Bí thư Trùng Sinh, Vương Tử Quân. Chương 211, mới đến đã muốn ta nhớ cả đời. Bí thư Vương, ngày mốt sẽ tổ chức hội nghị kinh tế toàn thành phố, hội nghị này quy cách rất cao, bí thư và chủ tịch huyện đều tham gia, hơn nữa phó chủ tịch nắm công tác kinh tế cũng tham gia. Trên hội nghị hàng năm đều có khen thưởng những điển hình tiên tiến và phê bình những đơn vị tụt hậu. Anh cũng biết tình huống của huyện Lô Bắc chúng ta rồi đấy, mỗi năm đều xếp hàng cuối cùng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, Lô Bắc là một huyện nghèo khó cấp quốc gia, cũng là một huyện nghèo nhất thành phố Hồng Ngọc. Nếu nói về phát triển kinh tế thì căn bản không ra trò chống gì, vào thời đại lấy kinh tế làm chủ đạo như lúc này, không bị phê bình mới là lạ. Bí thư Vương, nghe nói chủ tịch Hàn đã nhập viện, nói là huyết áp cao lại tái phát. Nghe Trấn Thu nói rất có trình độ, chỉ nói nửa vời, nửa câu sau lại nuốt về. Dựa theo phân công thì Hàn Minh Khải là người nắm công tác kinh tế, bây giờ Hàn Minh Khải phải nhập viện, vấn đề kinh tế tất nhiên phải do một vị phó chủ tịch đứng ra nắm lấy. Nghe Trấn Thu dù không nói rõ nhưng lại nhắc nhở mình không nên tham gia hội nghị vận hành kinh tế kia. Vương Tử Quân cười cười khẽ gật đầu với Nghe Trấn Thu, cái gật đầu này cũng làm cho Nghe Trấn Thu cảm thấy vui sướng, điều này đã nói rõ mình nhận được sự tán thành của Bí thư Vương. Nếu được lãnh đạo thừa nhận, như vậy mình có thể trèo chống được vị trí chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, xem ra bây giờ đã có manh mối tốt. Vương Tử Quân nhìn Nghe Trấn Thu kinh sợ lui ra mà nở nụ cười nhạt. Nghe Trấn Thu này so ra còn linh hoạt hơn cả Tôn Hạ Châu, nhưng nếu muốn thu nạp loại người này, chính mình cần phải quan sát một thời gian. Tút, tút, tút. Chuông điện thoại trong trẻo vang lên, Vương Tử Quân tiện tay cầm micro, nói tôi là Vương Tử Quân, nhưng đầu dây bên kia lại không có âm thanh nào phát ra. Lúc đầu Vương Tử Quân có chút tức giận, nhưng sau đó tiếng thở đứt quãng vang lên, hắn chợt chấn động, thế là không nhịn được phải lẩm bẩm. Hồng Cẩm à! Anh đúng là... Có thể nghe được cả tiếng thở của em, coi như anh vượt qua kiểm tra. Tiếng cười yêu kiều truyền đến từ đầu dây bên kia, Vương Tử Quân nghe thấy tiếng cười này mà cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt lại. Hắn cảm thấy tình yêu của mình với Tần Hồng Cẩm không phải dễ dàng có thể xóa đi, cũng không thể đơn giản cắt đứt, đối với hắn thì đây là một thứ gì đó như khắc cốt ghi tâm, sâu tận xương tủy, nghĩ đến nó cũng làm cho lồng ngực đau nhói. Một cuộc điện thoại của Tần Hồng Cẩm đã đào móc những nỗi cô đơn và thống khổ của hắn ra bên ngoài. Bảo bối, anh nhớ em. Vương Tử Quân dù không được nhìn thấy, nhưng hắn dựa vào âm thanh cũng có thể thấy được tình huống rưng rưng lệ của Tần Hồng Cẩm ở phía bên kia. Người yêu nhau không cần con mắt, chỉ có thể dùng tâm là trực tiếp cảm giác được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong điện thoại lại rơi vào trạng thái trầm mặc. Lúc này giống như có một sợi dây tương tư vô hình đang đi theo đường dây điện thoại nối liền Nam Bắc. Anh đúng là ngốc, những chuyện khác em mặc kệ, một thời gian nữa anh nhất định phải đến thăm em, nếu không em sẽ chạy theo người khác. Tần Hồng Cẩm nói, từng chữ rất thâm tình, từng câu đều ngưng trọng, từng tiếng đều khó quên, đồng thời nàng cũng nói rất nhanh, sau khi nói xong thì cũng cúp điện thoại không chút do dự. Vương Tử Quân cầm điện thoại trong tay, một lúc lâu sau cũng không buông ra. Đi xuống phương Nam thăm nàng, ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bành trướng như thủy triều, thật sự khó thể nào tiết chế được. Không biết đã qua bao lâu, Tôn Hạ Châu đi đến, hắn thấy Vương Tử Quân đứng ngây người, thế là cũng có chút ngây ngốc, sau đó mới khẽ báo cáo. Bí thư Vương, vừa rồi khối chính quyền ra thông báo, Chủ tịch Lưu muốn mở hội nghị văn phòng Chủ tịch huyện. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nhanh chóng khôi phục lại vẻ tỉnh táo, hội nghị văn phòng Chủ tịch huyện muốn làm gì? Tất nhiên hắn đã hiểu rõ lắm rồi. Bí thư Vương, nghe nói Chủ tịch Hàn đã bệnh, ngày mốt không ai muốn đi tham gia hội nghị với hai vị lãnh đạo huyện, thế nên lúc này Chủ tịch Lưu mới tổ chức họp. Tôn Hạ Châu dừng lại một chút rồi khẽ báo cáo với Vương Tử Quân. Công tác kinh tế thật sự là một vấn đề rất đáng xấu hổ với huyện Lô Bắc, trên hội nghị kinh tế năm ngoái, không những bị những lãnh đạo chủ yếu của thị ủy đứng lên phê bình, càng phải mang về nhà danh hiệu đứng hàng sau cùng, nhận lấy cờ đen. Lúc nhận cờ đen thì bí thư và chủ tịch huyện không thể lên đài, chuyện này sẽ rơi lên người vị phó chủ tịch quản lý kinh tế. Nếu như là một chuyện nở mày nở mặt thì phần lớn mọi người đều tình nguyện tham gia, nhưng đây là một chuyện đáng xấu hổ, cũng không có mấy người tình nguyện lên đài. Chưa nói đến vấn đề xấu hổ, chỉ sợ còn để lại ấn tượng xấu cho lãnh đạo. Làm việc không tranh công, ôm việc mà không được vượt quyền, làm cấp phó thì chút xấu hổ đó phải tự mình tiến lên gánh vác. Hội nghị này vốn phải do Hàn Minh Khải tham gia, nhưng Hàn Minh Khải lại giả vờ bệnh, cũng chỉ có thể thay người mà thôi,
nhưng thay ai, điều này làm cho một vị chủ tịch huyện như Lưu Thành Quân cảm thấy khó xử. Vương Tử Quân cầm một quyển sổ nhỏ đi vào phòng họp, lúc này trong phòng họp đã có mặt Tiền Diễm Lệ, Thạch Phong Huy và Tôn Hạo, ba người bọn họ cũng không phải là thường ủy huyện ủy, thế cho nên đều bị sắp xếp ra phía sau. Vương Tử Quân tiến vào thì vẻ mặt ba người đều rất khó coi, tuy chưa nói rõ chủ đề hội nghị, nhưng ba vị phó chủ tịch này vẫn có chút xúc giác mẫn cảm, bọn họ thầm hiểu, chuyện không may chỉ sợ sẽ rơi xuống đầu ba người mình. Đỗ Tự Cường là kẻ đa mưu túc trí, lại là phó chủ tịch thường vụ, Lưu Thành Quân sẽ không thể nào sai người này đi. Vương Tử Quân trước kia thì hoàn toàn có thể, nhưng bây giờ hắn là bí thư ủy ban tư pháp. Sau khi đẩy Quách Vạn Thần không ai sánh được ngã ngựa thì tạo ra xu thế kẻ đến sau có thể tiến lên phía trước. Vào lúc này địa vị của Vương Tử Quân ở khối chính quyền có thể nói đã tương đồng với Phó Chủ tịch Thường vụ Đỗ Tự Cường, nếu muốn hắn tham gia loại hội nghị chết người kia, chỉ sợ không phải là một chuyện dễ dàng. Muốn ăn quả hồng thì phải bóp, đạo lý này ai cũng hiểu, hơn nữa Lưu Thành Quân cũng là một vị chủ tịch quen việc dễ làm. Hắn mở hội nghị thế này trên danh nghĩa là họp nhưng người quyết định lại là ba người gồm mình, Đỗ Tự Cường và Vương Tử Quân. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì Thạch Phong Huy tiến lên gật đầu với gương mặt tràn đầy nụ cười. Bí thư Vương, bữa tiệc trước đó anh uống rượu có chút gian dối, vốn anh là khách lại đẩy cho tôi say sưa, như vậy là không được. Thạch Phong Huy dù nói đến chuyện uống rượu nhưng thực tế thì lại có ý nghĩa ông say không phải vì rượu, hắn cố gắng muốn cho người ta thấy mình và Vương Tử Quân có quan hệ không tầm thường. Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ chút tâm tư của Thạch Phong Huy. Hắn cũng thuận miệng phụ họa. Chủ tịch Thạch nói như vậy là sai rồi, hai anh em chúng ta gặp mặt nhau, anh mời là khách, nếu không phân biệt rõ vị trí, sau này cũng khó có cơ hội đi với anh. Vương Tử Quân đối đáp như vậy làm cho Thạch Phong Huy cảm thấy rất có mặt mũi, nói về địa vị thì Vương Tử Quân là thường ủy huyện ủy, là bí thư ủy ban tư pháp kiêm phó chủ tịch huyện, nếu so với một Thạch Phong Huy là phó chủ tịch huyện không có bao nhiêu quyền thế thì chênh lệch là rất nhiều. Bây giờ Vương Tử Quân chủ động cho Thạch Phong Huy bậc thang, làm cho hảo cảm của Thạch Phong Huy với Vương Tử Quân tăng lên vài phần. Tiền Diễm Lệ hôm nay mặc trang phục công sở màu xám, giống như có dùng chút phấn, màu da lại giống như đậu hũ, nếp nhăn có vẻ càng sâu hơn. Khi Vương Tử Quân tiến vào thì vẻ mặt của nàng có chút ảm đạm, nàng thật sự rất căm hận hắn, đặc biệt là sau khi con trai Trịnh Nghi Khoan của nàng bị xác nhận là một thành viên của Thịnh Thanh Long và bị xử án thì hận ý của nàng với hắn càng tăng mạnh. Nhưng Tiền Diễm Lệ tuy hận Vương Tử Quân đến mức ngứa răng nhưng thật sự là vô kế khả thi, ít nhất lúc này nàng cũng không thể nào làm gì được Vương Tử Quân, khác biệt là Vương Tử Quân muốn làm gì nàng cũng không phải là việc khó. Tôn Hạo đứng nhìn về phía Vương Tử Quân lại có chút sợ hãi, nhưng hắn rất giỏi che giấu sự sợ hãi của mình, nó chỉ lóe lên trong mắt rồi nhanh chóng biến mất. Tiền Diễm Lệ và Tôn Hạo đều không nói lời nào, chỉ cúi đầu nhìn xuống sổ của mình. Vương Tử Quân thấy vẻ mặt của cả hai như vậy. Trong lòng liên tục lóe lên nhiều ý nghĩa. Lưu Thành Quân và Đỗ Tự Cường một trước một sau bước vào phòng họp, Đỗ Tự Cường ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó hắn khẽ gật đầu với Vương Tử Quân, lại tiện tay ném thuốc cho Vương Tử Quân. Lưu Thành Quân ngồi xuống cũng cười cười với Vương Tử Quân. Bây giờ địa vị của Vương Tử Quân ở huyện ủy rất đặc thù, rất có xu thế hình thành một lực lượng thứ ba. Tuy hắn không phải là một thường ủy được sắp xếp hàng đầu, nhưng bây giờ trong số các vị thường ủy, tên của hắn đã sắp xếp đến trước Phó Bí Thư Trần Lộ Giao nắm công tác tổ chức. Các đồng chí, hôm nay tôi triệu tập mọi người chủ yếu bàn về một việc. Lưu Thành Quân đốt điếu thuốc, cũng không nói nhảm như những cuộc họp trước kia, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chủ tịch huyện đã nhuốm bệnh, ngày mốt có hội nghị kinh tế toàn thành phố, cần phải có một vị phó chủ tịch tham gia. Bí Thư Hầu đã cho ra chỉ thị, yêu cầu khối chính quyền chúng ta nên nhanh chóng quyết định sự kiện này. Lưu Thành Quân nói, sau đó hắn hít vào một hơi thuốc, ánh mắt như chim ưng quét qua ba người Tiền Diễm Lệ. Phòng họp trở nên trầm mặc, không ai chủ động mở miệng, sự việc này trốn tránh còn chưa kịp, ai lại mở miệng đi tiếp nhận rủi ro. Vương Tử Quân khẽ đặt tay lên quyển sổ, trong lòng thầm nghĩ, nếu mình là chủ tịch huyện thì lúc này nên làm gì? Ha ha, tôi thấy không ai muốn lên tiếng, như vậy tôi sẽ bắt đầu điểm tướng. Chủ tịch Đỗ, anh là phó chủ tịch thường vụ. Anh nói xem ai đi tham gia hội nghị cùng tôi thì hay nhất. Lưu Thành Quân ấn điếu thuốc lên gạt tàn, sau đó gọi tên Đỗ Tự Cường. Đỗ Tự Cường thấy Lưu Thành Quân gọi tên của mình thì khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, hắn cũng khẽ ấn thuốc xuống gạt tàn. Nếu chủ tịch Lưu đã điểm danh, tôi sẽ nói rõ ràng, bây giờ anh Hàn bị bệnh, tất nhiên anh ấy sẽ không tham gia được.
chỉ còn lại vài người chúng ta, nếu muốn tôi nói, tôi cảm thấy mình tham gia là thích hợp nhất, nhưng ngày mốt tôi đã có hẹn ước cùng đàm luận vài hạng mục với trưởng khoa Triệu phòng tài chính thành phố, có liên quan đến số tài chính cả 5 triệu bạc, nếu lỡ hẹn thì cũng không hay cho lắm. Đỗ Tự Cường tất nhiên nói những lời dối trá mà không qua mắt được Lưu Thành Quân, cũng không ngoài dự kiến, ý nghĩ thoát ly là quá rõ ràng. Dù Lưu Thành Quân đã biết kết quả như vậy nhưng vẫn thấy có hơi ngứa răng. Nếu Chủ tịch Đỗ đã bận rộn như vậy, vậy thì anh là Phó Chủ tịch Thường vụ, anh xem ngoài mình ra thì ai đi là thích hợp nhất. Lưu Thành Quân có chút không cam lòng khi cho Đỗ Tự Cường vượt qua kiểm tra một cách dễ dàng như vậy, nàng tiếp tục truy hỏi một câu. Tôi thấy các vị phó chủ tịch ngồi đây ai cũng rất mạnh mẽ, chỉ cần kéo bất kỳ người nào ra cũng thật sự không làm cho chủ tịch Lưu phải xấu hổ. Anh là chủ tịch, anh cứ chỉ điểm. Đỗ Tự Cường lại tùy ý đá quả bóng cao su về cho Lưu Thành Quân. Lưu Thành Quân hít vào một hơi khí lạnh, cũng không tiếp tục lên tiếng. Trong lòng hắn biết rõ, dù có nói nữa cũng toi công, Đỗ Tự Cường sẽ không đi làm những chuyện đắc tội với người. Trước khi tổ chức cuộc họp hôm nay thì Lưu Thành Quân đã có tính toán nên gọi người nào. Lúc này thấy Đỗ Tự Cường đưa đẩy quá khéo thì lại nhìn sang Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, ngày mốt anh có việc gì không? Ngày mốt anh có việc gì không? Vương Tử Quân nghe được câu hỏi của Lưu Thành Quân mà thầm cảm thán, người trong quan trường dù có bối cảnh hay không có gì thì chút học vấn cũng phải có. Cứ nhìn những biểu hiện của Chủ tịch Lưu vào lúc này thì biết nghệ thuật lãnh đạo đã cao siêu cỡ nào, chỉ là một tí câu hỏi đã bày ra đủ trình độ cho người khác phải ngước nhìn. Người ngoài nghe Lưu Thành Quân hỏi như vậy thì thầm nghĩ Vương Tử Quân có thể tham gia hoặc không, nhưng thực tế ai cũng hiểu rõ, đây là Lưu Thành Quân ném ý tốt cho Vương Tử Quân. Ý nghĩ của Lưu Thành Quân đã quá rõ ràng, hắn muốn nhắc nhở Vương Tử Quân, anh có lấy cớ thì nhanh lên, chỉ cần anh có cái cớ ẩn giấu, tôi sẽ cho anh vượt qua kiểm tra, anh sẽ không phải là nhân tuyển tham gia hội nghị kinh tế lần này. Tiền Diễm Lệ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Vương Tử Quân, chiếc mũi có hơi co giật, lửa giận từ trong lòng bùng lên. Nhưng đối phương mạnh hơn nàng quá nhiều, bây giờ Vương Tử Quân không những sắp xếp ở vị trí cao hơn nàng trong khối chính quyền, còn là một vị thường ủy huyện ủy, chính là một nhân vật quật khởi tân sinh, Lưu Thành Quân có ý tốt với Vương Tử Quân cũng là chuyện quá bình thường. Thạch Phong Huy và Tôn Hạo cũng có cùng suy đoán với Tiền Diễm Lệ, hai người này cũng không ngốc, tất nhiên bọn họ biết Chủ tịch Lưu hỏi như vậy là có ý gì. Từng ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, ánh mắt Lưu Thành Quân tràn đầy nụ cười thiện ý. Tâm tư lôi kéo Vương Tử Quân để đối đầu với Hầu Thiên Đông của hắn là quá cấp bách, lúc này hắn lấy lòng Vương Tử Quân còn tốt hơn cả đứng lên mời rượu. Vương Tử Quân khẽ buông bút trong tay xuống dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, sau đó hắn dùng giọng có khí phách nói. Ngày mốt tôi không có việc gì quan trọng, tôi sẽ đi cùng Chủ tịch huyện. Vương Tử Quân tuy không nói quá lớn nhưng lại cực kỳ có lực và tác động vào màng tai của vài vị chủ tịch ngồi đây, bọn họ quá bất ngờ vì câu trả lời của hắn. Không ngờ đối phương lại đứng lên ôm lấy một sự việc đáng xấu hổ như thế. Vương Tử Quân là kẻ ngốc sao? Không, dù là Lưu Thành Quân hay là Đỗ Tự Cường cũng không có ý nghĩ này, một người vào đúng thời điểm có thể làm cho một nhà máy in cải tử hoàn sinh, một người không ra tay thì thôi, đã vung tay là nát đá tan vàng, có thể giành phần thắng trong tranh chấp với chủ tịch thành phố, như thế là kẻ ngu sao? Đỗ Tự Cường nhìn gương mặt không chút gợn sóng sợ hãi của Vương Tử Quân, trong lòng hắn khẽ động. Đảm đương, hai chữ này xuất hiện trong lòng hắn, đối phương có đảm đương, tuy chỉ là vài chữ đơn giản nhưng đó là thứ mà nhiều người không dễ dàng làm được. Bây giờ Vương Tử Quân cho ra lựa chọn như vậy, lại cho tất cả mọi người thấy mình là người có thể đảm đương. Lưu Thành Quân dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Vương Tử Quân, sau đó hắn gật đầu nói. Vậy thì cứ theo ý của Chủ tịch Vương, chúng ta tan họp. Chương 212, phát triển mới là đạo lý cứng. Hội nghị kinh tế Hồng Ngọc có quy cách rất cao, không những bí thư thị ủy Hùng Trạch Luân tự mình tham dự, còn có tất cả các vị thường ủy thị ủy, tất cả đều an vị trên đài. Tham gia hội nghị ngoài các vị lãnh đạo 6 quận huyện, còn có các vị lãnh đạo các đơn vị trong thành phố. Sau khi Phó Chủ tịch Thường vụ Lưu Thành Quân cao giọng tổng kết về kinh tế toàn thành phố trong năm qua thì hội nghị coi như đã bắt đầu, Phó Bí thư Liễu Tân Chính chủ trì hội nghị đã lên tiếng cho hội nghị mở màn. Giai đoạn này cũng đơn giản. Theo lệ cũ thì sẽ là khen ngợi các điển hình tiên tiến, thúc giục những nơi còn kém phát triển. Khen ngợi ai, phê bình ai thì thị ủy đã sớm có sắp xếp dựa vào tình huống phát triển kinh tế cả năm qua, huyện Lô Bắc là một địa phương có xếp hạng kinh tế ở vị trí cuối cùng, tất nhiên sẽ ở vào trong hàng ngũ bị phê bình và thúc giục. Vương Tử Quân ngồi ở giữa hàng thứ ba,
vị trí này dù là tham gia tiệc hay xem phim cũng là một điểm cực tốt, thị giác rất thoải mái. Nhưng lúc này đám người ngồi ở đây lại giống như đang ngồi trên đống lửa, đứng trên đống than. Hàng thứ hai ở trước mặt thì người nào cũng đeo giải lụa hồng, hàng ghế thứ ba lại đeo một giải lụa đen, màu đen nó có ý nghĩa gì thì tất cả cán bộ thành phố Hồng Ngọc đều biết. Cậu em, hút một điếu thuốc đi. Ngồi bên cạnh Vương Tử Quân chính là phó phòng nông nghiệp thành phố, tuy cũng là đơn vị bị phê bình nhưng vị phó phòng này lại tỏ ra cực kỳ ung dung bình tĩnh, rõ ràng cũng không quan tâm đến chút lời phê bình của lãnh đạo. Vương Tử Quân nhận thuốc, thái độ của vị phó phòng này thật sự mạnh hơn đám cán bộ khác rất nhiều, hắn cũng tình nguyện trò chuyện vài ba câu với đối phương. Cậu em, cậu có hơi lạ mặt, cậu là người huyện Lô Bắc sao? Vị phó phòng này rất hiếu kỳ vì một cán bộ trẻ tuổi như Vương Tử Quân lại tham gia hội nghị kinh tế toàn thành phố, nếu không phải hắn đã sớm biết những người ngồi ở vị trí này đều là lãnh đạo đơn vị hoặc cấp phó dưới quận huyện, sợ rằng đã nghĩ lầm rằng cậu thanh niên này chính là một thư ký đến tham gia hội nghị. Nhưng càng như thế càng làm khơi gọi lòng hiếu kỳ của hắn, vì hắn hơn 50 mới lên đến cấp phó phòng, mà tên thanh niên này bằng tuổi với con mình, sao cấp bậc lại cao như thế? À, tôi là người huyện Lô Bắc. Vương Tử Quân khẽ cười, sau đó dùng bật lửa châm thuốc cho đối phương. Cậu em, cậu cũng xem như bị người ta đẩy đến đây, nếu nói ra thì anh hầu của huyện Lô Bắc là không đúng, những chuyện thế này nên cho những ông lão gần đất xa trời như chúng tôi đảm nhiệm. Nhưng đồng chí trẻ tuổi như cậu tương lai rộng lớn, sao có thể phải ngồi đây gánh vác trách nhiệm? Vị phó phòng này lên tiếng bênh vực cho một kẻ yếu như Vương Tử Quân, nhưng Vương Tử Quân cũng không dám lên tiếng tiếp theo lời của đối phương. Lòng người khó dò, ai biết mình nói ra những lời gì sẽ được đối phương dùng trăm phương ngàn kế chuyển cho Hầu Thiên Đông. Vị phó phòng này nói cho hay mà thôi, trong lòng cũng không hướng về phía mình, sở dĩ nói như vậy cũng vì hai bên ngồi sát bên nhau, vài câu cho vui. Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng chuyện này thật sự là do tôi tình nguyện tiếp nhận. Vương Tử Quân khẽ cười với vị phó phòng nông nghiệp, sau đó hắn thản nhiên nói. Tình nguyện đến đây. Vị phó phòng nông nghiệp chợt nở nụ cười khinh thường, thầm nghĩ quả nhiên là nghé con không sợ cọp, cuối cùng vẫn là thanh niên, đây không phải là tự làm khổ mình sao. Chỉ sợ đến tham gia hội nghị này là bị đám lãnh đạo huyện ép cho không còn đường nào khác để đi, bây giờ vì vấn đề thể diện mà nói cho hay thôi. Vị phó phòng nông nghiệp định tiếp tục lên tiếng thì chợt nghe thấy trên đài bắt đầu đọc danh sách điển hình trong công tác xúc tiến phát triển kinh tế, lúc này những vị cán bộ đeo lụa đỏ ở hàng trên đã bắt đầu nối đuôi nhau đi ra, bọn họ lên đài nhận phần thưởng xứng đáng dành cho mình. Cậu em, cậu thấy chưa, lần này lên đài nhận thưởng đều là lãnh đạo các đơn vị và các quận huyện. Vị phó phòng nông nghiệp lại tiếp tục tìm được chủ đề, hắn khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân mới đến thành phố Hồng Ngọc chưa lâu. Cũng không phải quen thuộc các vị lãnh đạo đơn vị và quận huyện trong thành phố, hắn cũng không nhận ra bọn họ, nhưng hắn cảm thấy vị phó phòng nông nghiệp ở bên cạnh cũng không nói giỡn. Hừ, lãnh đạo nhận lấy thành tích, còn trách nhiệm phải do đám trợ thủ chúng ta tiếp nhận, đúng là quá khốn nạn. Vị phó phòng nông nghiệp lên tiếng nói lời bất bình, sau đó lại cười nói. Cậu em, sang năm cần chú ý một chút, cũng đừng để cho người ta muốn làm gì thì làm, đừng tiến lên chịu tội thay. À. Sang năm cũng sẽ không đến đây. Vương Tử Quân nhìn đám người lên nhận thưởng nối đuôi nhau đi xuống rồi dùng giọng kiên quyết nói. Vương Tử Quân căn bản cũng không nghe rõ ý nghĩ của vị phó phòng nông nghiệp, nhưng lúc này hắn cũng không còn thời gian hàn huyên với đối phương, khi vị chủ trì hội nghị lên tiếng, đã đến lúc bọn họ phải lên đài. Dưới sự chỉ đạo của nhân viên công tác, đoàn người Vương Tử Quân chậm rãi tiến lên đài. Nhưng đám người này khác với đám người trước đó, vừa rồi thì mọi người vui vẻ râm ran. Bây giờ bọn họ lại giống như đang đi tưởng niệm, căn bản không có bất kỳ âm thanh nào được phát ra. Khi đám người đi đến đứng vững trên đài chủ tịch, một nhóm các cô gái mặc sườn xám màu đen cầm theo một mớ những lá cờ đen đi đến, khi bọn họ chuẩn bị trao cờ cho các vị điển hình thì bí thư thị ủy Hùng Trạch Luân chợt vung tay lên nói. Chờ chút, bí thư thị ủy lên tiếng, nhân viên phụ trách vội vàng đưa những cô gái đi ra ngay. Vị phó phòng nông nghiệp đứng bên cạnh Vương Tử Quân thấy tình huống như vậy thì thầm nghĩ lại gặp xui xẻo. Các đồng chí, dù nói thế nào cũng được, nếu mọi người đã lên đài, cũng nên cho bọn họ một tràng vỗ tay. Âm thanh của Hùng Trạch Luân không lớn nhưng vẻ mặt lại rất lạnh. Tiếng vỗ tay vang lên thật sự giống như sấm, không phải chỉ là đám người trên đài, vẻ mặt của đám cán bộ lãnh đạo dưới đài cũng cực kỳ khó coi. Hầu Thiên Đông ngồi ở hàng đầu tiên đỏ mặt tía tai. Trong lòng lão biết rõ bí thư Hùng nói mọi người vỗ tay cũng không phải làm cho đám người trên đài xấu hổ,
căn bản là đang muốn gõ vào đầu những lãnh đạo đứng đầu như mình. Hầu Thiên Đông có chút khó chịu, sau đó lão đưa mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, thấy Vương Tử Quân vẫn đứng đó rất ung dung bình tĩnh, thế là không khỏi thầm gật đầu. Các đồng chí, hôm nay tổ chức hội nghị kinh tế toàn thành phố, nói là khen ngợi điển hình tiên tiến, thúc giục những nơi chưa cố gắng công tác, nhưng thực tế thì chủ yếu là thúc giục mọi người cố gắng làm việc. Con người của tôi có hơi thô, có vài đồng chí sẽ nói, các đồng chí tham gia hội nghị đều là những người có uy tín trên địa bàn của mình, như vậy sẽ làm các đồng chí mất mặt. Tôi cũng không quan tâm đến mặt nào của các đồng chí, nhưng tôi muốn nói cho mọi người biết, thể diện là do mình tìm ra, chính các anh không quan tâm đến mặt mình, huống chi là tôi, một bí thư thị ủy. Nói một lời thô tục, nếu người tiến lên nhận cờ đen ngày càng nhiều, tôi hận không thể cho các anh vài tát, các anh đẩy mạnh phát triển kinh tế thì được khoác lụa đỏ, được gõ thanh la chúc mừng, nhưng các anh không đẩy mạnh phát triển, như vậy cũng đừng trách tôi không nói những lời hay ý đẹp. Hùng Trạch Luân nói không quá lớn tiếng, rất đúng mực, lại đủ độ nặng, điều này làm cho cả hội trường lạnh ngắt như tờ. Nội dung lời nói của bí thư thị ủy quá sắc bén, cũng không chút lưu tình với các vị lãnh đạo đơn vị, một câu chỉ trúng vào trung tâm vấn đề. Hai năm trước huyện Lô Bắc nói là muốn làm giàu, trước tiên là sửa đường, muốn mở đường thông từ Lô Bắc đến thành phố An Dịch, mượn sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của thành phố hàng xóm An Dịch để huyện Lô Bắc cùng phát triển theo. Hùng Trạch Luân lên tiếng phê bình ba đơn vị, sau đó chuyển sang huyện Lô Bắc. Tự tôi cho rằng ý nghĩ này có thể thực hiện, đồng thời cũng lên tiếng giúp đỡ, nhưng sau hai năm thì cầu đường này không có chút dấu hiệu khởi công, nhắc đến thì chỉ có khó khăn. Không có tiền, không có tiền. Có tiền thì cần các anh nghĩ biện pháp sao? Không cần phải bôi cho lên mặt mình, tuyến trên đẩy thì tuyến dưới mới động, phải học được tính sáng tạo, mở rộng công tác. Nói cái gì là ngân sách thành phố, chỉ có ngân sách mới có thể mở đường, còn bà nó, ông không ngại nói cho mọi người biết, tôi không có xu nào, nhưng nhân tuyển cho vị trí bí thư huyện ủy lại có rất nhiều. Hùng Trạch Luân nói đến đây thì vỗ tay xuống bàn, lúc này vẻ mặt của Hùng Trạch Luân và Lưu Thành Quân đã đỏ như đít khỉ. Đám lãnh đạo đơn vị quận huyện ngồi bên cạnh cũng đưa mắt đến nhìn. Lần này là ai của huyện Lô Bắc đến nhận thưởng? Hùng Trạch Luân chợt đổi giọng, lão dùng giọng nhàn nhạt đặt câu hỏi với đám người Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe được câu hỏi của Hùng Trạch Luân thì khẽ đi về phía trước một bước nói. Bí thư Hùng, tôi là Vương Tử Quân của huyện Lô Bắc, hôm nay tôi đại biểu cho huyện ủy chính quyền huyện đến tiếp nhận phê bình. Chương 213, nếu muốn giàu thì trước tiên phải sửa đường. Cảm ơn Bí thư Hùng đã khích lệ, tôi sẽ nhất định cố gắng, sẽ cố gắng vì sự phát triển của huyện Lô Bắc. Vương Tử Quân ngẩng đầu lên dùng giọng lạnh nhạt nói. Như vậy thì được rồi, tôi thấy công tác năm ngoái của huyện Lô Bắc cũng có điểm sáng về phương diện thay đổi chế độ xã hội của xí nghiệp nhà nước. Chưa nói đến những vấn đề gì khác, có thể biến một doanh nghiệp đứng trên bờ vực phá sản thành điển hình phát triển kinh tế cũng là điều không dễ dàng. Vì vậy tổ chức thật sự khẳng định với hạng mục công tác này của huyện Lô Bắc, rõ ràng phải phát thưởng và phải là giải thưởng lớn. Tôi yêu cầu các quận huyện đơn vị cần phải học tập huyện Lô Bắc, cần phải nắm chặt công tác thay đổi chế độ xã hội của xí nghiệp, giúp các xí nghiệp vượt qua khốn cảnh, lại tiếp tục tỏa sáng. Hùng Trạch Luân nói đến phát thưởng, hơn nữa còn là giải thưởng lớn, điều này làm cho vị thư ký trưởng thị ủy chủ trì hội nghị cũng tranh thủ vẫy tay với phó thư ký trưởng. Lúc này phó thư ký trưởng cũng hiểu ý, vội vàng lấy một phần thưởng dự bị đưa ra. Hùng Trạch Luân thấy một nữ nhân viên đưa phần thưởng lên thì vui vẻ tiếp nhận, sau đó đặt trong tay Vương Tử Quân. Có thể được bí thư thị ủy phát thưởng, hơn nữa là một giải thưởng vốn không có sự sắp xếp từ trước, thế là Vương Tử Quân trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Hầu Thiên Đông mới vừa rồi bị mắng đến mức khó thể ngẩng đầu lên, bây giờ vẻ mặt cũng tươi sáng hơn. Nhưng sau khi Vương Tử Quân nhận giải thưởng thì Hùng Trạch Luân lại thay đổi chủ đề, cũng không định buông tha cho hai người Hầu Thiên Đông. Sau khi nhóm Vương Tử Quân xuống đài thì lão đưa mắt nhìn xuống bên dưới rồi hỏi. Bí thư Hầu Thiên Đông và Chủ tịch Lưu Thành Quân của huyện Lô Bắc có đến không? Bí thư thị ủy tự mình đặt câu hỏi, Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân lập tức đứng lên chờ nghe chỉ thị của bí thư. Tôi không hỏi gì khác, chỉ hỏi các anh một hạng mục công tác, các anh có thể hoàn thành hạng mục con đường kia không? Hùng Trạch Luân nói rõ ràng dồn hai người Hầu Thiên Đông vào góc tường, không có tiền, nếu chỉ dựa vào nguồn tài chính của huyện để sửa đường thì cũng không thể nào đủ. Nhưng nếu nói không làm đường trước mặt bí thư thị ủy và các vị lãnh đạo đơn vị trong thành phố thì cũng thật sự không nói nên lời. Hùng Trạch Luân không phải vừa mới lên tiếng sao, không có tiền thì còn nhiều nhân tuyển cho vị trí bí thư huyện ủy.
Hai người Hầu Thiên Đông đưa mắt nhìn nhau, chợt sinh ra cảm giác đồng cảnh ngộ. Khoảnh khắc sau Hầu Thiên Đông phải thành thật nói. Bí thư Hùng, con đường này, huyện Lô Bắc chúng tôi nhất định sẽ làm. Được, hai anh bây giờ đứng trước mặt các vị lãnh đạo thành phố, các anh nói xem khi nào thì có thể thông xe từ huyện Lô Bắc đến thành phố An Dịch. Hùng Trạch Luân xem như từng bước áp sát, căn bản không cho hai người cơ hội thở dốc. Sang năm, vào thời điểm này sang năm thì tôi sẽ mời Bí thư Hùng đến nghiệm thu công tác. Hầu Thiên Đông dù nói có chút không đủ lo lắng, nhưng lúc này dù thế nào cũng phải mạnh miệng mới được. Tốt, tôi sẽ chờ đến sang năm được đi xe từ huyện Lô Bắc sang thành phố An Dịch. Hùng Trạch Luân đặt ly trà xuống rồi lớn tiếng nói. Sau đó đến lượt Hùng Trạch Luân phát biểu, tất nhiên sẽ là đưa ra những yêu cầu với các đơn vị quận huyện trong thành phố. Nhưng đây không phải là những gì mà Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân cần chú ý, tâm tư của hai người bọn họ đều đặt trên con đường nối giữa huyện Lô Bắc và thành phố An Dịch. Muốn mở đường, nói dễ làm vậy sao? Nhưng sang năm nếu không đạt được yêu cầu như Hùng Trạch Luân đã nói, chỉ sợ hai người bọn họ sẽ phải đổi vị trí. Tuy tâm sự nặng nề nhưng sau khi hội nghị chấm dứt thì Hầu Thiên Đông vẫn miễn cưỡng nặn ra nụ cười đi đến bên cạnh Vương Tử Quân nói. Bí thư Vương, lần này xem như không tệ. Nếu không có phương án thay đổi chế độ nhà máy in của cậu, sợ rằng lần này huyện Lô Bắc chúng ta thật sự mất hết thể diện. Lưu Thành Quân cũng đi theo nói. Bí thư Tử Quân, cậu cũng không cần khiêm tốn, tôi đã là chủ tịch huyện Lô Bắc được 3 năm, hàng năm vào thời điểm này đều phải tiếp nhận phê bình trên hội nghị kinh tế toàn thành phố. Lần này được Bí thư Hùng tự mình khen ngợi, thật sự giống như cô gái lớn lần đầu tiên ngồi kiệu hoa. Vương Tử Quân nói hai câu khiêm tốn. Hắn cũng không tiếp tục nhắc lại đề tài này. Hai vị lãnh đạo vừa tiếp nhận một củ khoai lang nóng là sửa đường, nếu anh không biết tốt xấu mà cứ chọc vào, không phải càng làm cho bọn họ uất ức sao? Ba người bọn họ cũng không nói thêm điều gì, khi ra khỏi khu thị ủy thì Hầu Thiên Đông chợt mở miệng. Dù thế nào thì hôm nay cũng xem như bắt đầu, chúng ta dứt khoát đến Kim Lộc Viên ăn một bữa, coi như chúc mừng vì được khen thưởng ngoài ý muốn. Lưu Thành Quân cũng không phản đối lời đề nghị của Hầu Thiên Đông. Ba người be xe chạy về phía Kim Lộc Viên. Đây là một khách sạn lớn trong thành phố, các vị lãnh đạo dưới quận huyện lên thành phố đều thích đến ngồi ở chỗ này. Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân rõ ràng rất quen thuộc chỗ này, sau khi hai người xuống xe thì nhân viên phục vụ đã nhiệt tình đưa đến phòng khách quý. Sau khi ba người ngồi xuống, Hầu Thiên Đông gọi vài món ăn. Chủ tịch Lưu, Bí thư Tử Quân, chúng ta cũng ly. Hầu Thiên Đông nâng ly rượu lên. Cố gắng nặn ra nụ cười trên gương mặt căng cứng. Vương Tử Quân chú ý đến Hầu Thiên Đông, hắn nâng ly lên uống cạn. Hầu Thiên Đông muốn cầm lấy chai rượu, Vương Tử Quân đã nhanh chóng giữ lấy, sau đó rót rượu cho hai vị lãnh đạo. Bí thư Tử Quân, có lẽ đây là lần đầu ba chúng ta cùng uống rượu. Hầu Thiên Đông sờ sờ lên đầu rồi cười nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nâng ly rượu lên nói. Nói như vậy cũng là thuộc hạ như tôi vấp phải sai lầm. Mời các vị lãnh đạo nâng ly, xem như tôi kính hai vị lãnh đạo một ly. Vương Tử Quân hạ thấp tư thái của mình, nụ cười trên mặt càng sáng lạn. Hầu Thiên Đông trước nay cũng đau đầu vì tình huống nên xử lý mối quan hệ với Vương Tử Quân như thế nào cho phải. Người này có tư thái thuận theo tự nhiên, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh ung dung, vững như kiềng ba chân, đắc ý thì tỏ ra lạnh nhạt, thất ý thì thản nhiên, lúc này có danh tiếng cao vời thì vẫn bình thường. Hầu Thiên Đông sợ nhất chính là người này nhấc đuôi lên đối nghịch với mình, bây giờ xem ra là lão lo lắng hảo huyền, nhìn tư thái của Vương Tử Quân thì thấy đối phương cũng biết rõ đạo lý tiến thối. Là một cán bộ thanh niên, có gan đảm đương, biết tiến thối, những ý nghĩ này chợt bùng lên trong đầu Hầu Thiên Đông, chỉ sau nháy mắt bốn chữ tương lai vô hạn chợt xuất hiện trong lòng lão. Chưa nói đến vấn đề lúc này Vương Tử Quân rốt cuộc có địa vị gì. Chỉ cần nhìn vào tình huống được bí thư thị ủy khích lệ trước mặt cán bộ lãnh đạo toàn thành phố, như vậy cũng là một việc khó lường. Chỉ sợ sau này con đường làm quan của đối phương sẽ từng bước lên trời, một đường hát vang tiến mạnh. Hầu Thiên Đông nâng ly rượu lên, cũng không biết vì sao trong lòng lại bùng lên cảm giác thương cảm, lão nâng ly lên nói. Bí thư Tử Quân, cậu là người tương lai vô hạn, tôi và chủ tịch Lưu chúc cậu bay xa ngàn dặm. Hầu Thiên Đông nói rồi nâng ly lên uống cạn. Cáo khóc thỏ, Lưu Thành Quân tất nhiên cũng cảm nhận được tâm tư của Hầu Thiên Đông, hắn cũng ngửa cổ lên uống cạn ly rượu, chỉ cảm thấy ruột nóng ran, mắt hơi mờ. Nói tiếp thì rõ ràng là chủ tịch Lưu cũng vì tôi mà bị liên lụy, nếu tôi không mù quáng nói ra kế hoạch này, chỉ sợ anh cũng không bị đưa lên lò nướng. Nâng ly, chủ tịch Lưu,
tôi mời anh một ly, xem như tôi xin lỗi anh. Hầu Thiên Đông nâng ly rượu lên nói với Lưu Thành Quân. Lưu Thành Quân chỉ cười cười, hắn muốn nói nhưng cuối cùng lại không phát ra lời nào, chỉ nâng ly rượu lên cùng với Hầu Thiên Đông. Vương Tử Quân nhìn hai vị lãnh đạo có chút bi thảm mà trong lòng chợt ảm đạm, người trong quan trường thì sợ nhất chính là tình huống này. Hai người bọn họ đang đấu với nhau cực kỳ mạnh bạo trong huyệt, bây giờ lại bị một tảng đá chen ngang, áp lực của nó làm cho hai người kết dính lại với nhau. Bí thư Hầu, Chủ tịch Lưu, chúng ta còn có thời gian một năm, con đường này chẳng lẽ không làm được. Vương Tử Quân chợt lóe lên ý nghĩ, hắn mở miệng trấn an hai người Hầu Thiên Đông. Bí thư Tử Quân, cậu không hiểu rõ rồi, lúc đó là tôi nóng đầu và cho ra quyết định. Huyện chúng ta tuy thuộc về tỉnh Chiết Giang nhưng nếu nói về khoảng cách thực tế thì gần với thành phố tỉnh Thành An Dịch của tỉnh hàng xóm hơn, nếu chạy từ huyện Lô Bắc đến thành phố An Dịch chỉ mất 100 km. Lúc đó tôi nghĩ, nếu có thể mở một con đường từ huyện Lô Bắc đến thành phố An Dịch, như vậy chúng ta có thể nhờ vào gió đông của thành phố An Dịch để phát triển huyện Lô Bắc. Hầu Thiên Đông nói đến đây thì đặt mạnh ly rượu xuống rồi tiếp tục lên tiếng. Chỉ là tôi nghĩ quá đơn giản, căn bản chưa được chuyên gia chứng thực thì đã báo cáo ý nghĩ này lên. Sau này tôi tìm được chuyên gia hạch toán, mới biết nếu muốn làm được con đường như vậy phải bỏ ra nguồn tài chính 30 triệu, cậu nói xem, 30 triệu lấy đâu ra. 30 triệu thật sự là một vấn đề cực kỳ khó khăn với một huyện nghèo mà mỗi năm chỉ thu vào được hơn chục triệu như Lô Bắc, hèn gì Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân lại đau đầu như vậy. Vương Tử Quân chợt có một ý nghĩ. Hình ảnh của huyện Lô Bắc chợt lóe lên trong lòng, nếu muốn làm đường nối huyện Lô Bắc với thành phố An Dịch, Vương Tử Quân biết nó khó khăn cỡ nào. Vượt núi, cái khó là vượt núi, từ huyện Lô Bắc đến thành phố An Dịch chỉ có 100 km nhưng có gần 20 km gặp núi, đó cũng không phải là một vấn đề dễ dàng, hèn gì mà tốn nhiều tiền như vậy. Nếu hoàn toàn do chính quyền bỏ vốn thì không thể được, nhưng nếu chính quyền không bỏ tiền ra thì làm sao? Vương Tử Quân suy tư khá nhanh. Vấn đề thu phí đường cao tốc của kiếp trước chợt lóe lên trong đầu. Nếu mở con đường nối huyện Lô Bắc và thành phố An Dịch, như vậy sẽ tiết kiệm được vài trăm km đường từ thành phố An Dịch đến thành phố Giang Thị, vài trăm km vận chuyển hàng hóa sẽ có ý nghĩa thế nào? Vương Tử Quân nghĩ đến những lợi ích do con đường mang lại mà trái tim co bóp thật mạnh, hắn nâng ly rượu lên làm một ngụm, sau đó hăng hái tỏ thái độ. Bí thư Hầu, Chủ tịch Lưu, nếu các anh tin tôi, dứt khoát giao hạng mục này cho tôi. Để tôi thử xem thế nào. Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân đến đây ngồi uống rượu chẳng qua muốn nói ra những phiền muộn trong lòng. Vương Tử Quân bây giờ lại chủ động tiếp nhận hạng mục khó khăn, vốn nó cũng không nằm trong dự đoán của bọn họ. Hai người bọn họ lúc này chợt có cùng một ý nghĩ, biết đâu vị cán bộ trẻ tuổi này lại có thể làm được việc tưởng như không thể. Nếu con đường hoàn thành, địa vị của Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân trong mắt đám lãnh đạo thành phố sẽ tăng lên chóng vánh, vòng kim cô trên đầu bọn họ sẽ biến mất. Dù là làm không thành công thì cũng không có vấn đề, trước mắt tên đã lên dây, không bắn không được, chỉ có thể coi như dùng ngựa sống ép ngựa chết. Bí thư Tử Quân, cậu không nói đùa đấy chứ? Lưu Thành Quân trầm ngâm một lát rồi nói một lời khuyên với ý tốt của Vương Tử Quân, bây giờ Vương Tử Quân là bí thư ủy ban tư pháp, dù là thế nào thì chuyện này cũng không liên quan đến hắn. Hầu Thiên Đông cũng gật đầu, những chuyện thế này quá nguy hiểm, cũng không thể đổ trách nhiệm lên đầu Vương Tử Quân. Nếu như hai vị lãnh đạo tin tưởng tôi sẽ thử một lần. Vương Tử Quân uống hết ly rượu rồi dùng giọng kiên định nói. Tốt, đồng chí Tử Quân cuối cùng cũng là cán bộ thanh niên, có bốc đồng, có nhiệt tình, đã bày tỏ thái độ thì cứ thử xem. Hầu Thiên Đông trầm ngâm một lát, xem như đã có quyết đoán. Hùng Trạch Luân hỏi như vậy vốn chỉ muốn phê bình đại biểu của huyện Lô Bắc, muốn đạt đến mục đích giết gà dọa khỉ, nhưng khi lão thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Vương Tử Quân thì không khỏi dừng lại. Ấn tượng đầu tiên của Vương Tử Quân với người đối diện là quá trẻ, không phải là một thư ký đấy chứ. Khi Hùng Trạch Luân đang trầm mặc thì tên của vài vị phó chủ tịch huyện Lô Bắc hiện ra trong lòng. Vương Tử Quân. Hùng Trạch Luân nghĩ đến ba chữ này mà không khỏi sững sờ, lão là bí thư thị ủy, tất nhiên biết rõ nguyên nhân vì sao mà đối thủ của mình là Hoàng Long Trương phải rời khỏi cương vị. Hùng Trạch Luân nhìn nụ cười nhạt của Vương Tử Quân mà không khỏi trầm ngâm, sau đó lão chợt hạ hỏa. Anh là phó chủ tịch tạm giữ chức của huyện Lô Bắc, là Vương Tử Quân sao? Anh đã đến huyện Lô Bắc được mấy tháng, có biết tình hình trong huyện không? Biết, nhưng còn chưa đến mức toàn diện. Lúc này Vương Tử Quân cũng không trả lời vẹn toàn, nếu trả lời quá chu toàn mà mình lại không xuống đài được, như vậy cũng đáng chê cười.
À, nghe nói cậu đã gây dựng lại nhà máy in của huyện Lô Bắc, để cho nhà máy in sắp phá sản tiếp tục phát triển bừng bừng, rõ ràng là công tác không tệ. Cán bộ tạm giữ chức cũng là cán bộ của thành phố Hồng Ngọc, nếu đã đến thì cũng cố gắng công tác, cậu làm rất tốt ở phương diện này. Vừa rồi dù là người trên đài hay dưới đài cũng nghĩ rằng Vương Tử Quân sẽ tiếp nhận cơn giông tố đến từ bí thư thị ủy Hùng Trạch Luân, nhưng cũng không ai ngờ bí thư Hùng nghe thấy tên của Vương Tử Quân thì không nổi giận còn dùng lời hòa ái nói vài câu khích lệ. Chương 214, đến gần anh làm em cảm thấy ấm áp. Sau khi từ thành phố Hồng Ngọc quay về, Vương Tử Quân đặt tất cả tâm tư lên con đường nối huyện Lô Bắc và thành phố An Dịch, ngoài việc xử lý những sự vụ thường ngày của Ủy ban Tư pháp, phần lớn thời gian hắn đều đặt tâm tư lên hạng mục này. Sau khi huyện ủy chính quyền xác định Vương Tử Quân là cán bộ phụ trách xây dựng đường, trong khu huyện ủy chợt bùng lên một tin đồn, đó chính là Vương Tử Quân không có việc gì sao lại lao đầu xuống vực. Làm việc không ra gì, đúng là ăn no rừng mỡ. Còn có một phiên bản khác được truyền lưu, chính là Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân đã ở lại huyện Lô Bắc quá lâu, bí thư thị ủy đã quyết tâm ném ra một khúc xương vừa cứng vừa thối chính là làm đường, đó chính là không vừa mắt hai người bọn họ, nếu một khi công tác không có kết quả, như vậy chờ đợi hai vị lãnh đạo chỉ có kết quả chia ly. Khi huyện Lô Bắc đang bùng lên đủ mọi loại tin đồn như gió bão thì trên hội nghị công tác tư pháp của huyện Lô Bắc, không những các vị lãnh đạo bốn ban ngành công an kiểm sát tư pháp tòa án cùng tụ tập, tất cả các phó chủ tịch xã nắm công tác tư pháp cũng phải tham gia. Hội nghị lần này Vương Tử Quân đứng lên đọc tổng kết công tác tư pháp trong năm qua, đồng thời cũng đưa ra những yêu cầu đối với công tác tư pháp vào năm nay. Khi Vương Tử Quân phát biểu ý kiến trên đài, ánh mắt hắn lơ đãng quét qua đám người bên dưới, đó chính là vị trí được sắp xếp cho các cán bộ tòa án, hắn gặp một người quen, ánh mắt chợt lóe lên. Gương mặt kia sao lại quen thuộc như vậy? Sao có thể được, mình mới đi đến tòa án một lần, sao mình có thể gặp được người quen? Trong lòng Vương Tử Quân chợt lóe lên ý nghĩ, hắn lại nhìn về phía những nhân viên công tác của tòa án, nhưng có hơn chục tên nhân viên, hơn nữa bọn họ đều mặc chế phục như nhau, điều này làm cho hắn nhìn một vòng vẫn không có thu hoạch gì. Chẳng lẽ mình nhìn lầm? Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy. Hội nghị tổng kết và mở rộng công tác tư pháp tất nhiên sẽ kết thúc trong thắng lợi. Sau khi kết thúc hội nghị thì Vương Tử Quân cùng Cục trưởng Cục Công an Liên Giang Hà và Chánh án Phó Thuấn Chiêu cùng nhau đi ra ngoài. Phó Thuấn Chiêu hơn 40 tuổi, mặt mũi hồng hào, nói chuyện rất vang dội, lúc này hắn đang cung kính nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tòa án chúng tôi đã cung kính chờ đợi anh đến thăm từ rất lâu, anh là lãnh đạo công tác bận rộn, hôm nay chúng tôi cũng không thể để anh đi được, cũng phải đưa anh về tòa án kiểm tra chỉ đạo công tác một lần. Lúc này 36 nhân viên cán bộ của tòa án chúng tôi đang rất chờ mong sự xuất hiện của anh. Vương Tử Quân cười cười. Tôi không đến được không phải vì thời gian gần đây quá bận sao? Thế này đi, đợi đến khi nào có thời gian thì tôi sẽ cho Hạ Châu thông báo với anh. Hai người vừa nói chuyện thì từ xa có chục người đi đến, 10 người này chạy rất nhanh, nhưng bọn họ còn chưa tiếp cận được Vương Tử Quân thì đã bị đám cảnh sát tham gia hội nghị chặn lại. Chúng tôi muốn gặp Bí Thư Vương, khụ. Khụ, khụ. Bí thư Vương, chúng tôi có chuyện muốn phản ánh với anh. Tiếng la hét vang ra từ trong đám người, Phó Thuấn Chiêu nghe thấy nhóm người la hét rối loạn thì không khỏi nhìn về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn về phía đám người chạy đến kêu oan, nhìn cách ăn mặc thì biết bọn họ là nông dân đến từ nông thôn. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó vung tay với Tôn Hạ Châu. Cậu đưa những vị nông dân kia đến phòng văn thư, hỏi xem bọn họ có vấn đề gì cần phản ánh. Một giờ sau báo cáo tình huống cho tôi. Tôn Hạ Châu lúc nào cũng theo sát Vương Tử Quân, bây giờ nhóm người kia chợt xuất hiện kêu oan, hắn cũng có vài phần tâm tư gánh chịu. Những tình huống kêu oan đột nhiên như thế này thật sự là một khảo nghiệm với lãnh đạo, nếu không chú ý thì sẽ bị hãm sâu vào bùn, làm cho chính mình rơi vào tình huống khó xử. Khi cán bộ lãnh đạo rơi vào vòng vây kêu oan, tất nhiên sẽ phải bày tỏ thái độ. Hai môi mấp máy dễ nói nên lời nhưng nếu muốn tỏ thái độ ngay lập tức với nhân dân cũng thật sự khó khăn. Không ngờ đạo cao một thước mà ma cao một trượng, Bí thư Vương tránh mạnh đánh vào chỗ yếu, thế là nhanh chóng làm cho tâm tình kích động của quần chúng yên ổn trở lại. Rõ ràng là tiến có thể công, lùi có thể thủ, phương án xử lý rất cao xa. Tôn Hạ Châu đồng ý một tiếng, hắn đi về phía đám thôn dân đang bị cảnh sát ngăn cản, còn Vương Tử Quân lại ngồi lên xe của Thái Thần Bân chạy về phía khu vực huyện ủy. Vương Tử Quân ngồi trên xe mà không khỏi đặt tâm tư lên đám người kêu oan vừa rồi. Những năm qua khi công tác phổ cập pháp luật xâm nhập xuống nông thôn, dân chúng đã biết và hiểu về pháp luật,
biết rõ mình có thể bảo hộ lợi ích của mình, thế là sự kiện kêu oan cứ kéo dài mãi không thôi. Nếu nói trắng ra thì trong một huyện chỉ có bí thư và chủ tịch huyện là hai đối tượng được người kêu oan thích nhất, bí thư ủy ban tư pháp và phó chủ tịch cũng không phải là đối tượng lựa chọn thích hợp nhất. Theo cách nói của dân chúng thì bắt người trước tiên phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua, những vị cấp phó khó thể nào làm chủ được mọi việc, nếu cứ phải chờ xin chỉ thị từng bậc, sợ rằng sẽ chẳng còn ra thể thống gì. Những người dân kia sao lại tìm đến mình, hơn nữa lại chọn đúng thời điểm vừa mở hội nghị tư pháp toàn huyện. Vương Tử Quân thầm suy đoán, cuối cùng hắn tìm ra một đầu mối, sau lưng đám người kêu oan kia chắc chắn có kẻ chỉ điểm. Nếu như không có người chỉ điểm cho đám người kêu oan kia, bọn họ sao có thể tìm đến một vị bí thư ủy ban tư pháp xếp ở vị trí sau cùng trong hội nghị thường ủy như mình? Chỉ sợ bọn họ cũng không biết hội nghị vừa rồi nói về vấn đề gì. Nhưng ý nghĩ quay cuồng trong đầu Vương Tử Quân, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, kiếp sống quan trường trong hơn nửa năm qua đã làm hắn ý thức được sự nguy hiểm của nó. Chính mình bây giờ dù đã đứng vững bàn chân ở huyện Lô Bắc, thế nhưng điều này cũng không thể khẳng định không có ai muốn tạo ra thiêu thân sau lưng mình. Không có tâm hại người nhưng phải có tâm đề phòng, Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, thế là các vị lãnh đạo huyện ủy chợt hiện lên trong mắt. Nửa giờ sau, Vương Tử Quân quay về phòng làm việc đang xem xét văn kiện thì Tôn Hạ Châu gõ cửa đi vào, trong tay là vài tờ giấy. Bí thư Vương, đã tìm hiểu rõ ràng. Tôn Hạ Châu đặt một phần tài liệu viết tay xuống trước mặt Vương Tử Quân rồi dùng giọng cung kính nói. Vương Tử Quân cũng không xem tài liệu, hắn đưa mắt nhìn Tôn Hạ Châu. Bây giờ Tôn Hạ Châu đã dần đạt thành ăn ý với lãnh đạo Vương Tử Quân, đây là Bí thư Vương muốn nghe cái nhìn của mình. Tôn Hạ Châu lập tức ngồi xuống vị trí của mình, hắn mở miệng nói. Bí thư Vương, đến kêu oan là thôn dân của thôn Lưu Gia. Trước nay vài năm bọn họ đi làm công ở mỏ than của huyện Lô Nam, bây giờ có 6-7 thôn dân bị bệnh ho dị ứng, nhưng những mỏ than kia lại không chịu bồi thường, đuổi bọn họ về nhà. Vương Tử Quân cầm những tài liệu viết tay lên xem, đó là những tờ giấy viết bài của học sinh, bên trên là những dòng chữ xiên xẹo nhưng nội dung thì rưng rưng nước mắt. Chào Bí thư Vương, tôi là Lưu Nhị Tinh người thôn Lưu Gia, tôi đại biểu cho hơn 10 người phản ánh nan đề mà chúng tôi đang gặp phải, hy vọng Bí thư Vương có thể giúp đỡ chúng tôi. Chỉ có hai trang giấy ghi lại những nông dân bị bệnh khi tham gia công tác ở một mỏ than tư nhân ở huyện Lô Nam, Vương Tử Quân nhìn qua mà không khỏi run rẩy. Tuy Vương Tử Quân không phải là một kẻ chí sĩ trải lòng nhân ái ra khắp thiên hạ, nhưng hắn là một người có lương tri, hắn cảm thấy mình khó thể nào bỏ mặc vụ này, dù là người hữu tâm đang nhắm vào mình, hắn cũng không quan tâm. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, Vương Tử Quân đặt hai trang giấy tố cáo xuống, hắn sắp xếp. Hạ Châu, lúc này trời đang còn lạnh, dân chúng đến huyện thành cũng không dễ dàng, cậu sắp xếp bọn họ đến nhà khách dùng cơm nóng canh nóng, hóa đơn cứ ghi cho tôi. Đồng thời cậu đi gọi chủ nhiệm Nhâm đến gặp tôi. Chủ nhiệm Nhâm trong lời nói của Vương Tử Quân chính là Nhâm Thu Phương, là chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền huyện Lô Bắc, là đại quản gia của khối chính quyền huyện. Bình thường người này hay đi theo tiến độ của chủ tịch Lưu Thành Quân, nhưng sau khi vị trí của Vương Tử Quân càng thêm vững chắc thì hắn càng tỏ ra cung kính. Tôn Hạ Châu đồng ý một tiếng rồi lui ra ngoài, hơn 10 phút sau chủ nhiệm Nhâm Thu Phương đã tươi cười đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Chào chủ tịch Vương. Nghe nói nơi này của anh có trà ngon, tôi mỗi ngày đều trông mong lãnh đạo triệu kiến thuộc hạ, cũng coi như nhân cơ hội được hưởng thụ một chút. Ai ngờ mãi đến nay ngài còn chưa cho cơ hội, hôm nay là lần đầu tiên, anh cũng không thể cho tôi cứ mãi đứng ngoài nuốt nước miếng thèm thuồng được. Nhâm Thu Phương năm nay hơn 40 tuổi, là người có nhiều kinh nghiệm quan trường, là một kẻ tá mặt lung linh. Hắn tiến vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn vừa mở miệng nói chuyện vui vẻ, vừa nhấc ấm nước nóng châm đầy ly cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân chỉ khẽ cười với một cán bộ linh hoạt và ăn nói khéo léo như Nhâm Thu Phương, hắn ném cho đối phương một điếu thuốc, sau đó cười nói. Chủ nhiệm Nhâm, toàn huyện Lô Bắc này có ai mà không biết anh là trà thần. Tôi chậm chạp trong công tác chào đón ánh, không ngờ anh lại học cách của chư bát giới để trả đũa. Hai người nói vài câu vui đùa làm cho bầu không khí trở nên rất thoải mái, Vương Tử Quân cũng không có nhiều tâm tư với Nhâm Thu Phương, người này là tâm phúc của Lưu Thành Quân. Chỉ cần đối phương không gây phiền cho mình, như vậy mình và hắn cũng sẽ chẳng phát sinh vấn đề gì. Lãnh đạo Vương, anh có gì cần dặn dò sao? Nhâm Thu Phương rót cho mình một ly trà rồi dùng giọng cung kính hỏi. Anh xem cái này. Vương Tử Quân đưa tờ đơn tố cáo cho Nhâm Thu Phương rồi khẽ nói. Nhâm Thu Phương đã từng xem qua nhiều loại đơn tố cáo,
tất nhiên bây giờ cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng sau khi hắn nhìn qua nội dung của tờ đơn, vẻ mặt cũng dần trầm xuống. Bí thư Vương, chuyện này cũng không dễ làm. Nhâm Thu Phương trở nên trầm ngâm, sau đó lên tiếng khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn không nói thêm điều gì mà đưa mắt nhìn chằm chằm vào Nhâm Thu Phương. Nhâm Thu Phương vốn đang chuẩn bị chờ Vương Tử Quân hỏi không dễ làm ở chỗ nào, lúc này thấy Vương Tử Quân nhìn mình như vậy thì không thể không tiếp tục mở miệng. Bí thư Vương, việc này phát sinh ở huyện Lô Nam, chúng ta khó nhúng tay vào. Nhưng người bị hại lại thuộc về huyện Lô Bắc. Vương Tử Quân khẽ gạt tàn rồi khẽ nói. Tuy lời nói của Vương Tử Quân không mang theo chút tình cảm nào, nhưng Nhâm Thu Phương vẫn đoán được thái độ của Vương Tử Quân. Hắn là một vị chủ nhiệm văn phòng, hắn không những biết rõ những chuyện ở huyện Lô Bắc như trong lòng bàn tay, hơn nữa cũng không xa lạ gì chuyện của huyện Lô Nam. Những dòng chữ mỏ than chính tân thật sự giống như làm cho dây thần kinh của Nhâm Thu Phương bị đau nhói lên, hắn biết rõ mỏ than kia không dễ chọc vào, muốn nhắc nhở Vương Tử Quân, thế nhưng hắn lúng túng một lúc lâu mà không nên lời. Bí thư Vương, anh xem, chuyện này nên giải quyết thế nào? Nhâm Thu Phương ném vấn đề về trong lòng Vương Tử Quân. Dưới tình huống bình thường thì khối chính quyền xử lý những vụ việc thế này sẽ sử dụng biện pháp gì? Vương Tử Quân cũng không trực tiếp cho ra kết luận, hai mắt hắn khẽ nhấp nháy, ánh mắt sáng như điện. Dưới ánh mắt chăm chú của Vương Tử Quân, Nhâm Thu Phương chợt cảm thấy áp lực. Hắn chính là chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền huyện, là đại quản gia của khối chính quyền, hắn cũng không quá e ngại những vị phó chủ tịch bình thường. Nhưng lúc này dưới khí thế của Vương Tử Quân, hắn chợt sinh ra cảm giác như đối diện với Lưu Thành Quân. Bí thư Vương, chúng tôi bình thường đều phát ra thông báo hỗ trợ điều tra với những sự việc thế này. Hỗ trợ điều tra? Vương Tử Quân vô thức lặp lại hai lần, sau đó khẽ gật đầu nói. Vậy chúng ta gửi công hàm cho huyện Lô Nam, mời bọn họ đốc thúc. Vâng, tôi sẽ lập tức đi xử lý. Nhâm Thu Phương nói thêm hai câu với Vương Tử Quân, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Ngọn lửa trong lò sưởi vẫn bùng lên như cũ, nhưng tâm tình của Vương Tử Quân vào lúc này lại không thể nào tốt hơn được. Bệnh ho dị ứng, hắn nghĩ đến những miêu tả về căn bệnh này trên Internet vào kiếp trước, còn có tình huống khổ sở của những người mắc bệnh, thế là tâm tình xúc động không thôi. Đây là những nông dân sống dưới tầng thấp nhất của xã hội, bọn họ chỉ ôm chặt tư tưởng kiếm tiền về nuôi sống gia đình, từ mùa xuân đến mùa thu, mỗi năm bốn mùa chỉ biết cúi đầu vào lòng đất, đào hầm móc động, trải qua cuộc sống không có mặt trời dưới hầm than. Vài năm qua đi, tất cả sức khỏe đều đã bị đánh đổi sạch sẽ, còn nhiễm một căn bệnh ho dị ứng cực kỳ khổ sở và cơ thể đau ốm khi trái gió trở trời. Kiếp trước ở thôn Yên Chi Nam cũng có những dân công bị bệnh ho dị ứng, khi đó Vương Tử Quân đang dạy học, hắn thật sự rất đồng tình với bọn họ. Nhưng đồng tình thì làm được gì? Trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ, Vương Tử Quân khẽ cầm lên hai văn kiện về vấn đề xây dựng đường nối liền huyện Lô Bắc và thành phố An Dịch lên xem. Phần văn kiện luận chứng này Vương Tử Quân đã xem qua rất nhiều lần, tổng đầu tư là 30 triệu nhân dân tệ, nó giống như một ngọn núi lớn chiếm giữ phần lớn nội dung quyển sách, làm cho tất cả đám cán bộ lãnh đạo thấy được sách này đều phả vò đầu bứt tóc không thôi. Trước kia Vương Tử Quân có thể bỏ ra 2 giờ liền để nghiên cứu quyển sách này, nhưng bây giờ trong đầu hắn lại chỉ là tiếng ho khan của dân chúng. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát, cuối cùng đặt văn kiện xuống, sau đó đi ra ngoài phòng làm việc. Lúc này ngoài hành lang của khối chính quyền có những top 5 top 3 cán bộ đi lại vội vàng, khi thấy Vương Tử Quân đi ra thì cả đám cung kính chào hỏi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu bắt chuyện, sau đó đi đến khu ký túc xá. Thái thần Bân Đờ NG nghỉ ngơi trong ban lái xe cũng chạy đến khi Vương Tử Quân mới bước xuống lầu. Bí thư Vương, anh muốn ra ngoài sao? Thái thần Bân khẽ hỏi Vương Tử Quân, Thái thần Bân dùng ánh mắt sắc bén của mình để phân tích, Bí thư Vương lúc này rõ ràng có tâm tình không được tốt. Thần Bân, cậu cứ nghỉ ngơi, tôi muốn tùy tiện đi lại trên đường một chút. Vương Tử Quân khẽ phất tay với Thái thần Bân, sau đó hắn đi ra ngoài khối chính quyền huyện Lô Bắc. Vừa vặn tôi cũng muốn ra ngoài dạo chơi, Bí thư Vương, nếu không tôi đi với anh nhé. Thái thần Bân nói lời này rất có trình độ, nếu là Vương Tử Quân muốn làm việc tư, hắn có thể từ chối, nếu như lúc này lãnh đạo có tâm tình, Thái thần Bân có thể giúp đỡ giải tỏa. Vương Tử Quân nhìn nụ cười của Thái thần Bân, hắn khẽ gật đầu, hai người một trước một sau đi ra khỏi khu văn phòng khối chính quyền. Lúc này huyện thành Lô Bắc vẫn còn chưa mất đi hết không khí đầu xuân, tuy đã đến ngày 15 tháng giêng nhưng tiếng pháo nổ vẫn còn vang lên,
những đứa trẻ còn chưa phải đi học vẫn chạy chơi đùa đi khùng ngoài đầu đường. Trong khu văn phòng khối chính quyền huyện thì Vương Tử Quân là một đại nhân vật, nhưng hắn đi trên đường thì không có mấy người quen biết, điều này làm hắn sinh ra chút đắc ý. Thử nghĩ xem, có vị lãnh đạo huyện nào mà không chịu ngồi trên xe riêng, lại xuống đường đi bộ như mình. Nhị Ngưu, bố mua cho con một cái bánh bao, con ăn đi. Khi Vương Tử Quân tùy ý đi lại, những tiếng ho khan vang lên dồn dập làm hắn phải đưa mắt nhìn sang một người đàn ông trung niên mặc áo bông rách dưới. Người đàn ông trung niên này rất gầy, vẻ mặt khô vàng, lúc này đang dùng bàn tay run rẩy đưa một cái túi nhựa cho một cậu bé chưa đến 10 tuổi. Cậu bé này cũng mặc một chiếc áo bông rách, cũng không còn nhìn ra đó là màu gì, áo bông rất lớn, hầu như có thể phủ kín một cậu bé. Bố, bố ăn đi, con không đói. Cậu bé nói rồi khẽ mím môi, cổ họng vang lên một tiếng ực, nó đang nuốt nước miếng. Con ăn đi, bố đã ăn rồi. Người đàn ông trung niên ho khan hai tiếng, sau đó nói tiếp. Hôm nay đi đến huyện ủy tìm Bí Thư Vương đã sắp xếp cho mọi người dùng cơm. Cậu bé không biết Bí Thư Vương đại biểu cho thứ gì, nhưng nó vừa nghe nói bố mình đã ăn rồi, thế là cầm lấy cái bánh bao nhai ngấu nghiến. Vương Tử Quân nhìn cậu bé ăn bánh bao mà lắc đầu, khi hắn đang định lên tiếng thì chợt nghe thấy có người phía trước dùng giọng run rẩy nói. Lưu Lão Ngũ, mau đến đây, thẩm phán y đến. Người đàn ông trung niên đang dùng ánh mắt vui vẻ nhìn con trai ăn bánh bao, chợt nghe thấy có người nói như vậy thì vội vàng kéo con trai đang ăn chạy về phía người đang kêu gọi. Chào thẩm phán y. Cảm ơn thẩm phán tiểu y, cô xem, lần này nếu không có cô hỗ trợ, sợ rằng chúng tôi đã đi về tay không. Đa tạ thẩm phán y, khụ khụ, nếu không phải cô nói cho chúng tôi biện pháp này, sợ rằng chúng tôi cũng không biết chạy đến bao giờ. Đám người nhiệt tình bao quanh một cô gái trẻ rất hiểu điệu vào giữa, không ngừng nói lời cảm tạ. Cô gái mặc chế phục màu xanh cũng lên tiếng khẽ an ủi những thông dân của thôn Lưu gia. Vương Tử Quân nhìn hình bóng quen thuộc kia mà những hình ảnh và sự việc tương quan kéo đến mãnh liệt như thác lũ, từng hình ảnh, từng sự việc giống như liên tục biểu hiện trong lòng hắn. Khi hắn vừa mới trọng sinh, cô gái này đã chặn xe mình mà không quan tâm, khi hắn đến thôn Hồng Lĩnh, đây là cô gái chạy xe đạp chở mình, càng làm cho hắn khó quên chính là vào một buổi chiều hoàng hôn, nhà đầu kia hôn mình. Đây chính là thứ mà hắn khó quên, nụ hôn của nàng rất nhẹ nhàng, nàng dò xét tìm kiếm trên mặt hắn giống như hơi thở của người tình nhỏ, điều này làm cho lòng hắn ngứa ngáy. Đó là lần đầu tiên hắn được một cô gái hôn, hắn thật sự hưởng thụ nụ hôn của nàng, giống như quên đi tất cả. Sau khi Tiễn Chân Y Phong đến học tập huấn luyện ở tòa án thành phố, Vương Tử Quân tưởng rằng tỷ lệ gặp lại cô gái này sẽ rất thấp, không ngờ bây giờ đột nhiên xoay đầu lại thấy nàng xuất hiện ở đây. Bí Thư Vương, xem ra cô thẩm phán kia là người xúi dục dân chúng kêu oan, đúng, chính là cô ấy. Thái Thần Bân tất nhiên biết rõ tình hình lúc lãnh đạo của mình tan họp, lúc này thấy quần chúng kêu oan vây quanh nói lời cảm tạ với Y Phong, thế là nghĩ ngay ra chân tướng sự việc. Vương Tử Quân phất tay, tỏ ý cho Thái Thần Bân không tiếp tục lên tiếng. Những chuyện này đối với một cô gái cũng không phải chuyện nhỏ, mình có thể giúp được nàng, tất nhiên sẽ không thể không giúp. Thái Thần Bân thấy Vương Tử Quân không cho mình tiếp tục lên tiếng thì cũng ngậm miệng lại, nhưng trong lòng bắt đầu nghĩ về lai lịch của nữ thẩm phán kia. Thôn dân Lưu gia chậm rãi tản đi, lúc này hình bóng màu xanh cũng chuẩn bị đi về một hướng khác. Vương Tử Quân thấy Y Phong muốn đi thì la lớn. Thế nào, cô Y, huyện Lô Bắc là địa bàn của tôi, cô đến sao không báo danh? Lúc này vẫn còn những ngọn gió lạnh đầu xuân, mây phủ kín trời, Y Phong đang yểu điệu bước đi. Trong lòng thầm nghĩ nên làm chút chuyện cho những thôn dân này. Đột nhiên nàng nghe được một âm thanh vang lên sau lưng, lại là một cách xưng hô quá quen thuộc. Y Phong cảm thấy đầu váng mắt hoa, tâm tình hoảng loạn, cảm giác bất ngờ chợt đánh úp lên người. Cách xưng hô là cô Y thật sự đã lâu rồi chưa ai dùng, bây giờ nghe thấy tiếng kêu gọi quen thuộc thì nàng chợt quay đầu nhìn, đúng lúc thấy được hình bóng quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong mơ. Nàng thấy hắn đứng cách mình không quá xa, hắn đang dùng ánh mắt như cười như không nhìn mình. Những ngày Y Phong đến học tập huấn luyện ở tòa án thành phố, nỗi nhớ của nàng với Vương Tử Quân không những chẳng hao mòn theo thời gian, mà là càng ngày càng mãnh liệt. Trong những đêm dài, nàng trông mong người đàn ông này có thể gọi điện thoại cho mình, có một cuộc điện thoại an ủi, như vậy nàng sẽ thổ lộ hết những ý nghĩ thương nhớ và yêu thương của mình. Nàng thậm chí sẽ hạ quyết tâm, nếu gặp lại hắn, nàng sẽ lao vào vòng tay ấm áp của hắn. Y Phong muốn thổ lộ hết tất cả những tình cảm chất chứa trong lòng mình. Nàng nhớ ánh mắt và nụ hôn của hắn, gương mặt hắn,
sau đó người đàn ông này sẽ ôm nàng vào lòng, sẽ phá bỏ tất cả để đến với nàng. Tướng mạo Đường Đường và khí vũ hiên ngang kia thật sự quá mức đáng chú ý, hơn nữa lúc này hắn lại đang ngồi trên vị trí mà mọi người phải đưa mắt nhìn, điều này làm cho nàng sinh ra một cảm giác nguy hiểm theo bản năng, cảm thấy mình và người đàn ông này phải nhanh chóng xác định mối quan hệ, hoặc là phát sinh thứ gì đó. Tình yêu cũng giống như một ván cờ, chỉ cần có chút buông lỏng thì đời này kiếp này mình sẽ không bao giờ được chung giường chung gối với người đàn ông mình yêu. Y Phong gặp lại người mình yêu mà cảm thấy khó thể áp chế được bản thân, nàng hầu như lao đến trước mặt Vương Tử Quân, nếu như không phải vào khoảnh khắc cuối cùng nàng còn có thể áp chế được tình cảm của mình, sợ rằng nàng đã ôm chầm lấy hắn, trao cho hắn nụ hôn nồng cháy. Nhưng khi hai người đối diện nhau thì tất cả ảo tưởng của nàng chợt biến mất hầu như không còn chút nào, chỉ còn một trái tim nóng đang đập mạnh lên trong lồng ngực giống như đang an ủi. Y Phong khẽ nở nụ cười, nàng nhìn người đàn ông mà mình ngày nhớ đêm mong đứng trước mặt, tất cả ý nghĩ chợt biến thành một câu, thậm chí là giọng điệu của nàng cũng rất lạnh nhạt. Chào Bí Thư Vương. Vài tháng không gặp, Y Phong lúc này mặc một bộ chế phục màu xanh, đã không còn quá nhiều vẻ trẻ trung như một cô gái tiểu học ở thôn Hồng Lĩnh trước kia. Mái tóc ngắn, đội mũ, ngược lại còn có thêm vài phần quyến rũ. Lúc này là mùa xuân, chế phục của Y Phong cũng làm cho người đối diện thấy được mùa xuân về, nhìn qua thật sự khéo léo giỏi giang. Vương Tử Quân không tự giác được phải đi đến nhìn, hai chân của nàng thon dài, thẳng tắp, cân xứng, dù không quá dài nhưng lại rất thẳng, không những thẳng mà còn thanh mảnh. Hai chân của nàng giống như hai cặp ngó hành, trắng, tươi non, mượt mà. Vương Tử Quân thậm chí còn nghi ngờ nàng có học múa. Nhưng thực tế thì đó là cặp chân trời sinh. Nếu so sánh thì mông của Y Phong càng thêm đẹp mắt hơn, to tròn, no đủ, hơi vểnh lên, cùng với vòng eo tạo nên một đường cong vút. Dù Vương Tử Quân đã có chuẩn bị nhưng lúc này thấy bộ dạng trưởng thành của Y Phong thì không khỏi ngẩn ngơ, không khỏi nở nụ cười vui sướng. Cô không phải tham gia khóa huấn luyện của tỉnh sao? Thế nào lại chạy đến huyện Lô Bắc? Vương Tử Quân chỉ trần trừ trong nháy mắt, sau đó hắn dùng giọng tiêu sái tự nhiên nói. Y Phong áp chế cảm giác như sóng chiều của mình, nàng nghe xong câu hỏi của Vương Tử Quân, một lúc lâu sau mới lúng túng nói. Sau khi được huấn luyện nửa năm về kiến thức pháp luật, chúng tôi phải xuống cơ sở rèn luyện nửa năm. Y Phong nói đến đây thì nở nụ cười xấu hổ. Tôi cũng không biết vì sao lại bị phân đến huyện Lô Bắc. Cuối cùng vẫn là một câu giải thích vẽ rắn thêm chân, rõ ràng có hiệu quả giấu đầu lòi đuôi. Điều này làm cho khóe miệng Vương Tử Quân lộ ra nụ cười vui vẻ, trong lòng bùng lên cảm giác lâng lâng. Tiểu tử kia, lá gan của cô khá lớn, dám sai người đến náo loạn sau hội nghị tư pháp, cô không sợ tôi nói cho chánh án tòa án biết sao. Coi chừng anh ấy phát hỏa lên người cô. Y Phong nở nụ cười sáng lạn, nàng khẽ hừ một tiếng nói. Hừ, tôi cũng không tin, tôi chẳng lẽ nhìn lầm. Tôi biết rõ anh không phải loại người như vậy. Cô cũng đừng quá tự tin. Con người của tôi đã thay đổi rất nhiều, tôi rất quan tâm đến những người có tính toán với mình. Tôi thấy không bằng thế này, hoặc là cô mời tôi một bữa cơm hối lộ chặn miệng của tôi, nếu không tôi sẽ tìm đến làm phiền chánh án tòa án. Vương Tử Quân hùng hổ nói. Anh Tử Quân, anh không phải là loại người như vậy, dù anh giả vờ thế nào cũng không giống, đừng lãng phí thời gian. Y Phong phát hiện nụ cười xấu xa của Vương Tử Quân như một đứa bé, thế là nàng híp mắt, hàm răng trắng ngần lộ ra. Điều này cũng làm cho Vương Tử Quân ngẩn ngơ và động tâm. Vương Tử Quân nhìn vẻ đẹp của Y Phong, hắn lập tức lấy điện thoại ra giả vờ gọi đi, khi ngón tay của hắn đặt lên nút gọi thì đã bị Y Phong giật lấy điện thoại. Tôi mời anh dùng cơm không được sao? Anh đã là bí thư ủy ban tư pháp huyện Lô Bắc, không ngờ lại vẫn giống như một đứa bé thế này. Y Phong liếc mắt nhìn Vương Tử Quân một cái, sau đó đi về phía trước. Thái Thần Bân nhìn tình cảnh xảy ra trước mắt mà biết nhiệm vụ đi theo bí thư vương của mình đã kết thúc, hắn không đợi Vương Tử Quân nhìn mình mà dùng giọng nôn nóng nói. Bí thư vương, nhà tôi có việc gấp, tôi phải về xử lý ngay. Vương Tử Quân thầm khen Thái Thần Bân có ánh mắt tinh đời, hắn phất tay cười nói. Tiểu Thái, cậu cứ đi đi. Y Phong đến huyện Lô Bắc thực tập cũng không có nhiều tiền lương, thế cho nên nàng sẽ không mời Vương Tử Quân vào khách sạn lớn. Mà đi vào trong một quán ăn tên là Phao Phao. Nếu nhìn từ bên ngoài thì bên trong quán ăn đầy sương khói, có rất nhiều thực khách. Sau khi đi vào thì Y Phong lấy ra một chiếc khăn tay, nàng vừa lau bàn vừa dùng giọng oán trách nói với Vương Tử Quân. Anh xem anh kìa, mới vào đã đặt mông ngồi xuống, không chờ tôi lau xong rồi hãy ngồi sao. Ông chủ quán ăn thấy tình hình như vậy thì khẽ chậc lưỡi,
nhưng khi nhìn bộ chế phục thẩm phán của Y Phong, lão vẫn phải áp chế cảm giác bực bội của mình, sau đó dư quang ánh mắt rơi lên người Vương Tử Quân. Lão thầm nghĩ, đúng là kẻ có phúc thì không cần bận rộn, không có phúc thì hoang mang rối loạn, một nữ thẩm phán xinh đẹp như vậy lại dịu dàng như thế, lại phải lau ghế cho tên kia ngồi. Nếu so ra thì vợ mình ở nhà đúng là một con cọp mẹ, nếu về dung mạo thì không bằng một phần mười của cô gái này, hơn nữa còn cả ngày la hét chửi bới, sai khiến mình như cu ly. Y Phong tuy mặc chế phục nhưng cổ vẫn trắng như tuyết, gương mặt đỏ hồng, hai tay thon dài và đẹp đẽ như ngọc. Nàng lau sạch chiếc ghế mà Vương Tử Quân đang ngồi, sau đó ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười. Anh Vương, anh muốn ăn gì? Đừng khách khí, dù thế nào thì tôi cũng là người mời khách. Sau đó Y Phong ngồi xuống rất quy củ trước mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân vừa xắn tay áo vừa cố làm ra vẻ nói. Tốt, cô đã nói vậy thì tôi cũng muốn vung đao chặt chém. Vương Tử Quân tuy nói vậy nhưng cũng chỉ gọi vài món ăn bình thường mà thôi, sau khi chủ quán cầm menu đi ra thì hắn mới cười hỏi. Cô đến huyện Lô Bắc được bao lâu rồi? Tôi cũng chỉ vừa đến mà thôi, mùng 7 đi làm. Y Phong chần chừ một chút rồi nói tiếp. Tôi vốn muốn tìm anh, nhưng sợ anh bận, cho nên. Cô không phải sợ tôi bận, sợ người ta nhìn thấy sẽ bảo là nịnh hót lãnh đạo phải không? Vương Tử Quân vẫy tay gọi ông chủ đưa đến một lon nước trái cây cho Y Phong, ngoài miệng vẫn không khách khí mà vạch trần lời nói của nàng. Chương 215, Nghiên cứu. Lẩu được đưa lên, phái dưới đặt cồn ở thể rắn, ngọn lửa màu xanh lam liếm láp mặt dưới nồi lẩu, mới đó mà hơi nước đã bốc lên mù mịt. Hai người cùng gắp món, sau đó nâng lon nước trái cây lên cùng vào nhau, bầu không khí nóng hôi hổi làm cho người nào nhìn vào cũng tưởng rằng đó là hai người đang yêu. Hai người lúc này đều bị hấp dẫn bởi dĩa thịt dê tươi non, rau thơm xanh tươi ướt át, mắt ai cũng tỏa sáng. Vương Tử Quân bỏ thịt dê vào nồi lẩu, vẻ mặt Y Phong hồng nhuận, nhìn qua còn giống như trẻ hơn độ tuổi thật rất nhiều. Y Phong nhìn Vương Tử Quân dùng cơm không chút gò bó mà trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng cảm giác ấm áp cũng có chút ghen uông. Tên khốn này rốt cuộc là không hiểu hay giả vờ hồ đồ. Chẳng lẽ không đoán ra tâm tư của mình sao? Y Phong thầm oán hận Vương Tử Quân không hiểu chuyện tình cảm, là một kẻ ngây thơ trong hỗn độn, nhưng nàng vẫn khẽ gật đầu giống như ngoài lý do này sẽ khó thể nào giải thích được vì sao tên đàn ông kia lại lấy cớ tránh mặt mình. Sao cô biết được người của thôn Lưu gia? Vương Tử Quân có chút chần chừ, sau đó mở miệng hỏi. Tôi gặp mặt bọn họ trong tòa án, bọn họ đến xin tòa án giúp đỡ, còn mang theo một bức thư máu, bên trên là một câu vè. Chánh án đại nhân, mỏ than chính tân, không có đạo đức, ô nhiễm nghiêm trọng, tiểu dân gặp nạn, thôn dân Lưu gia kính mong lãnh đạo giúp đỡ. Nhưng chánh án phó lại lấy lý do sự việc không nằm trong tầm quản lý của huyện Lô Bắc để không quan tâm đến bọn họ. Y Phong nói đến đây thì khẽ ngẩng đầu dùng giọng kiên định nói với Vương Tử Quân. Thật ra tòa án chúng tôi có quyền lợi thẩm tra vụ này. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, cũng không nói thêm điều gì, chủ quán cơm cũng mang thêm vài món đến, phải nói rằng bữa cơm này hai người bọn họ ăn rất ngon. Quán ăn này thật sự khá đặc sắc, lẩu tứ xuyên pha trộn với các món hầm vùng Đông Bắc, hai người xem như ăn uống vui vẻ. Trên bàn cơm ấm áp, Y Phong cầm lấy muôi múc cho Vương Tử Quân một chén súp. Vương Tử Quân lại cố ý muốn đưa cho nàng uống trước. Anh ăn đi. Y Phong nâng chén lên nhét vào trong tay Vương Tử Quân, đây là tính cách của nàng, không thích dây dưa. Vương Tử Quân đành phải nhận lấy, hắn dùng muỗng nhỏ để uống nước súp, hương vị rất thuần khiết, nước súp màu vàng óng. Hắn uống từng muỗng súp, cảm thấy trong lòng có chút cảm động, mà Y Phong ở phía đối diện lại giữ trạng thái yên lặng. Tôi hy vọng mỗi ngày đều có thể tự mình nấu súp cho anh. Âm thanh của Y Phong có hơi âm trầm, thật sự rất ai oán. Vương Tử Quân giả vờ đưa mắt ra nhìn cửa sổ, cũng không tiếp lời Y Phong, hắn thay đổi chủ đề. Y Phong, cô tính xử lý án kiện kia như thế nào? Y Phong thấy Vương Tử Quân thay đổi chủ đề, trong lòng có chút thất vọng, vẻ mặt cũng lạnh hơn, nàng tùy ý ăn thêm vài miếng, sau đó chợt sinh ra cảm giác ngồi không yên. Tôi đi ra tính tiền. Y Phong xoay người đi ra ngoài quầy thu ngân. Nhưng ngay sau đó Y Phong đã quay lại và cầm theo một ít tiền lẻ. Ông chủ nói anh đã đặt tiền ở quầy hàng, không cần phải tính nữa, đây là tiền thừa. Vương Tử Quân dùng ánh mắt xảo quyệt nhìn Y Phong, lại nở nụ cười xấu xa. Chúng ta đi thôi. Y Phong thấy Vương Tử Quân ăn xong rồi thì thản nhiên nói, Vương Tử Quân biết mình lạnh nhạt đã làm cho cô gái này nổi giận, hắn chỉ nở nụ cười xấu hổ,
sau đó cũng không an ủi nàng mà đứng lên. Sau khi ra khỏi quán ăn thì Y Phong vẫn rất không vui, Vương Tử Quân không đành lòng, hắn cố ý trêu nàng. Y Phong, tôi muốn hỏi cô một vấn đề có tính chuyên nghiệp. Anh nói đi. Giọng điệu của Y Phong có hơi nhàn nhạt. Xin hỏi làm quan cần tinh thông những ngôn ngữ gì? Y Phong không biết đây là kế của Vương Tử Quân, nàng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, lại thành thật nói. Đây mà là vấn đề chuyên nghiệp sao? Anh rõ ràng muốn đo chỉ số thông minh của tôi sao? Có thứ tiếng nào thông dụng hơn tiếng Anh, Pháp, Nga và Nhật? Vương Tử Quân cười ha hả. Sai rồi, làm quan cần phải tinh thông bốn loại ngôn ngữ sau, nói dối, nói suông, mạnh miệng và khách sáo. Y Phong nghe thấy vậy mà cố gắng nín cười. Sau đó hai người tách ra, Y Phong đã vui vẻ hơn một chút. Sau khi quay lại phòng làm việc thì Vương Tử Quân quyết định đi đến địa điểm sắp mở đường để khảo sát, tuy những số liệu về con đường đã ghi tạc vào trong lòng hắn, nhưng dù sao thì mắt thấy mới là thật. Một hạng mục công trình quá lớn, nếu cứ mãi ngồi tê đít trong phòng làm việc là không xong. Bí thư Vương, anh muốn đến xã Vong Liễu Danh sao? Tôn Hạ Châu nghe được lời yêu cầu của Vương Tử Quân thì hai hàng chân mày chợt nhíu lại, sau đó nhắc nhở. Bí thư Vương, đường đến xã Vong Liễu Danh cực kỳ khó đi, Santana căn bản là không đi được, nếu muốn lên núi chỉ có thể ngồi máy kéo. Lên núi ngồi máy kéo. Vương Tử Quân chợt trầm ngâm, sau đó hắn gật đầu nói. Vậy chúng ta đi máy kéo, cậu gọi điện thoại cho xã Vong Liễu Danh, để bọn họ phái người đến đón chúng ta. Tôn Hạ Châu thấy Vương Tử Quân cố ý muốn đi, hắn cũng không khuyên nữa mà tranh thủ thời gian đi gọi điện thoại. Nhưng trước tiên hắn cũng không gọi điện thoại cho ủy ban xã Vong Liễu Danh, mà gọi điện thoại đến Cục Công an. Đường từ huyện Thành Lô Bắc đến xã Vong Liễu Danh nổi tiếng khó đi, dù là đoạn đường hơn chục km trước khi lên núi cung cực kỳ gồ ghề. Tôn Hạ Châu vì muốn Vương Tử Quân ngồi được thoải mái, thế là muốn mượn chiếc xe Việt dã của Cục Công an. Chiếc xe Việt dã kia là bảo bối của Cục Công an, bình thường ngay cả Phó Chủ tịch cũng không thể điều động được, nếu không phải địa vị của Vương Tử Quân bây giờ ngày càng tăng tiến, sợ rằng Tôn Hạ Châu cũng sẽ không gọi cuộc điện thoại này. Tôn Hạ Châu gọi điện thoại đến cho văn phòng Cục Công an, Cục trưởng Cục Công an vừa nghe nói Vương Tử Quân muốn dùng xe xuống xã nghiên cứu, hắn cũng không nói nửa câu thoái thác, sảng khoái đồng ý, lập tức đích thân đưa xe đến. Tôn Hạ Châu nói vài lời khách sáo với đối phương, cuối cùng Cục trưởng Cục Công an mới để cho chủ nhiệm văn phòng đưa xe đến. Khoảnh khắc này Tôn Hạ Châu cảm thấy mặt trời như mọc từ hướng Tây, Cục trưởng Cục Công an trước nay luôn là người chĩa mũi lên trời, hôm nay đối phương quá dễ nói chuyện, xem ra uy tín của lãnh đạo của mình cũng không phải tầm thường. Tuy chạy xe Việt dã nhưng vẫn rất sóc nảy, chỉ là một đoạn đường 5 km nhưng Thái Thần Bân phải mất cả nửa giờ mới qua được, điều này làm cho hắn vã mồ hôi. Nông thôn vào đầu xuân là một màu xanh ngút ngát, con đường lại gập ghềnh không mấy sức sống, mà người đi đường cũng không có nhiều. Đường nhỏ khó đi nhưng cũng sẽ có lúc đi đến tận cùng, khi xe chạy lên đến đường núi, hai vị bí thư và chủ tịch xã Vong Liễu Danh đã chờ sẵn, đi cùng bọn họ còn có một chiếc xe máy kéo. Bí thư Vương, chào mừng anh đến xã Vong Liễu Danh để chỉ đạo công tác. Bí thư đảng ủy xã Vong Liễu Danh là Tống Tiến Trùy khi thấy mặt Vương Tử Quân thì nhanh chóng tiến lên vươn hai tay ra bắt chặt tay lãnh đạo. Tống Tiến Trùy này có tướng người to lớn thô kệch nhưng hai bàn tay lại cực kỳ mềm mại, giống như không có chút sức lực. Vương Tử Quân thầm nghĩ về lý lịch sơ lược của Tống Tiến Trùy, sau đó lại bắt tay với chủ tịch xã Quản Ấu Bân. Vị chủ tịch xã này hơn 40 tuổi, đeo kính, nhìn qua có vẻ rất nhã nhặn, đứng bên cạnh Tống Tiến Trùy làm cho người ta cảm thấy giống như một thư ký hơn. Bí thư Vương, chỗ này gió khá lạnh, chúng ta lên xe rồi nói. Tống Tiến Trùy cung kính vươn tay chỉ vào chiếc xe máy kéo ở cách đó không xa. Vương Tử Quân gật đầu. À, bí thư Tống. Hôm nay tôi đến địa bàn của anh, tôi sẽ nghe theo sắp xếp của anh. Thùng xe máy kéo tuy không lớn nhưng cũng đủ cho 5-6 người ngồi, bên trên có 2 chiếc, có 5-6 cái nệm nhỏ. Bí thư Vương, tình huống của xã chúng tôi là như vậy, xin anh đừng cười. Tống Tiến Trùy chờ Vương Tử Quân ngồi xuống và xoa xoa bàn tay dùng giọng kiểm điểm nói với Vương Tử Quân. Chương 216, có lý tưởng có cảm giác rất tốt. Vào thập niên 90 thì xã Vong Liễu Danh là một địa phương xa hoàng đế, hai bên đường chỉ có một ủy ban xã, một bưu điện xã, một hợp tác xã, một cửa hàng cơ khí, một gian tạp hóa và một tiệm rèn. Đầu đông của con đường có một quán mì, đầu tây có một quán mì, cái này xem như là khu ăn uống của toàn xã.
Ngoài ra còn có một quán thịt heo mở ở nơi đầu xã, bên cạnh ủy ban thường nghe thấy những tiếng giống khi giết mổ heo, chẳng còn thứ gì khác cả. Vương Tử Quân nhìn vào sơ yếu lý lịch của Tống Tiến Trùy, hắn biết rõ người này sau khi xuất ngũ thì vẫn công tác ở xã Vong Liễu Danh, từ một vị cán bộ bình thường tiến lên chức phụ bí thư đảng ủy xã. Trước mắt hắn đã làm bí thư đảng ủy xã được 5 năm, tuy hắn rất khách khí với Vương Tử Quân, nhưng Vương Tử Quân có thể thấy hắn ít nhiều cũng có chút sợ mình. Tống Tiến Trùy sở dĩ vững vàng ở xã Vong Liễu Danh cũng không phải có chiến tích lớn, mà thật sự không tìm ra người thích hợp để thay thế. Huyện Lô Bắc chính là một huyện nghèo nổi tiếng, mà xã Vong Liễu Danh thì lại càng là xã nghèo khó nhất huyện, cán bộ trong huyện thà đề bạt ngay tại chỗ chứ không muốn xuống xã nghèo này, vì thế mà vào những lúc không cần thiết thì ban ngành xã căn bản chưa từng thay đổi. Xịch 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 xịch, trên đường đi chỉ vang lên tiếng máy kéo, dù rất mạnh nhưng chỉ nhanh hơn xe trâu một chút mà thôi. Nhưng dù là như thế thì đôi khi đi qua một khúc cua cũng làm cho người ta đổ mồ hôi lạnh. Vương Tử Quân thấy thế thì cười nói với bí thư và chủ tịch xã. Hai anh thật sự khổ cực rồi. Chúng tôi không có gì khổ cực cả, thời gian dài cũng thành quen, lãnh đạo huyện cũng chưa từng có lần nào đến đây nghiên cứu. Hôm nay bí thư Vương có thể tự mình đến xã Vong Liễu Danh, đây thật sự là một lần mở trời bạt đất đầu tiên, thật sự là tôi cảm thấy rất kích động. Chủ tịch xã Quản Ấu Bân so ra lại linh hoạt hơn bí thư đảng ủy xã, những lời này coi như vui đùa với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khoát khoát tay, hắn khẽ cười nhạt, Tống Tiến Trùy bên kia đã tiếp lời. Bí thư Vương, trong huyện thật sự muốn tu sửa con đường này sao? À, huyện đã có quyết định này, hơn nữa còn nhận được quân lệnh của thị ủy, trong vòng một năm phải làm cho xong. Thật tốt quá, bí thư Vương, sự việc khác tôi không dám cam đoan, nhưng nếu sửa đường, ủy ban xã chúng tôi sẽ giúp đỡ hết sức lực, chỉ sợ đến lúc đó không làm được mà thôi. Tống Tiến Trùy vừa nói vừa dùng ánh mắt do dự nhìn Vương Tử Quân. Sẽ tu sửa và mở mang, các anh cứ chờ mà xem. Vương Tử Quân nói rồi đưa mắt nhìn về phía trước, hắn thấy cách đó không xa có vài người đang dùng đòn gánh để vận chuyển vật nặng. Ánh mắt của hai người Tống Tiến Trùy đều đặt trên người Vương Tử Quân, lúc này cũng thấy đám đàn ông ở phía bên kia. Tống Tiến Trùy ho khan một tiếng, sau đó mới khẽ nói. Bí thư Vương, những người này là phu gánh. Chỗ chúng tôi lên xuống núi đều khó khăn, vật tư cuộc sống ngoài việc dùng máy kéo để vận chuyển, phần lớn đều phải nhờ vào những phu gánh như thế này. Vận chuyển vật tư cuộc sống từ dưới núi lên, cái này cần bao nhiêu sức lực? Vương Tử Quân nhìn những bóng người gù lưng gánh vác mà chợt nhớ đến bức tranh người kéo thuyền trên dòng Volga. Những con người cởi trần kéo thuyền kia tất nhiên sẽ không phải là nhân thể nghệ thuật, cũng giống như những phu gánh như lúc này mà thôi. Hắn có chút cảm khái, cuộc sống thật sự là cuộc sống. Chỉ là cuộc sống ở vùng quê này thật sự không dễ dàng gì. Vương Tử Quân nhìn những bóng người còng lưng phía trước mà có chút trầm ngâm, sau đó nói với Tống Tiến Trùy. Không cần đi về ủy ban xã, cứ chạy theo con đường này về phía trước. Tống Tiến Trùy và Quản Ấu Bân đều hiểu ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân, hai người bọn họ nghe hắn nói như vậy thì có biểu hiện không giống nhau. Tống Tiến Trùy thì tỏ ra vui mừng khó che giấu, còn Quản Ấu Bân thì có chút thất vọng. Máy kéo chạy về phía trước và bốc lên một cột khói đen, nửa giờ sau đám người Vương Tử Quân đã đi đến một sườn núi, đứng trên núi nhìn thấy bầu trời bao la, không gian hiện lên trước mắt đám người Vương Tử Quân thật sự rất rộng, non xanh nước biếc không ngừng. Bí thư Vương, chúng ta chỉ cách thành phố An Dịch một ngọn núi nhưng hai bên núi thật sự cách biệt nhau một trời một vực. Nếu như có thể mở được con đường lớn nối liền hai bên, bây giờ Tống Tiến Trùy tôi xin mạnh miệng tuyên bố, 3 năm sau sẽ biến đổi cuộc sống của xã Vong Liễu Danh. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, nhưng hắn không lên tiếng, gió núi khô ráo nhưng trong trẻo thổi qua người. Lúc này đã là mùa xuân, là lúc cây cối đâm mồm nảy lộc, tất cả những xúc tích qua mùa đông đã bành trướng. Đầu óc Vương Tử Quân rất linh hoạt, kế hoạch trong đầu hắn lại càng thêm rõ ràng. Con đường này phải mở ra cho bằng được, đây không những là động mạch phát triển huyện Lô Bắc, còn là động mạch phát triển thành phố Hồng Ngọc. Vô tình Vương Tử Quân giống như đang nắm chặt một thứ gì đó. Chỉ là thứ này lại giống như một cơn gió, khẽ thổi qua bên người. Chúng ta quay về. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi nói với ba người Tống Tiến Trùy, Quản Ấu Bân và Tôn Hạ Châu. Máy kéo đã quay đầu, nhóm Vương Tử Quân chỉ cần leo lên xe, sau đó một cột khói bốc lên, xe lại chạy xuống núi. Bí thư Vương, ủy ban đã chuẩn bị xong, mời anh dùng một bữa cơm rau dưa, sáng mai anh hãy quay về. Quản Ấu Bân nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Tôi cũng không dùng cơm,
bây giờ sắc trời còn sớm, tôi còn kịp về huyện. Nhưng các anh yên tâm, đợi đến khi xây dựng con đường, tôi nhất định sẽ đến đóng quân ở xã, lúc đó ăn uống cũng không muộn. Vương Tử Quân tuy có chút không thích quản Ấu Bân, nhưng biểu hiện bề ngoài thì không có chút vấn đề nào, vẫn cực kỳ ôn hòa. Tống Tiến Trụy vừa nghe Vương Tử Quân nói không chịu ở lại dùng cơm thì trong lòng có chút thất vọng. Nhưng khi nghe Vương Tử Quân nói sẽ đóng quân ở xã khi xây dựng con đường thì tinh thần chợt tỉnh táo trở lại. Bí thư Vương, khi huyện tu sửa con đường, đừng nói là anh đến ủy ban dùng một bữa cơm, dù là ăn một năm hay nửa năm thì tôi cũng tình nguyện. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt nóng sốt của Tống Tiến Trụy, hắn trịnh trọng gật đầu. Tôi chờ được ăn cơm của anh. Bí thư Vương, tôi không nghe lầm chứ, anh muốn thuyết phục thành phố An Dịch và chúng ta cùng xây dựng con đường này sao? Chủ tịch huyện Lưu Thành Quân dùng giọng khó tin nói. Lúc này không những Lưu Thành Quân tỏ ra kinh ngạc, ngay cả các vị thường ủy khác cũng tỏ ra khó thể tin. Bọn họ là những lãnh đạo của huyện, bọn họ đều biết rõ tu sửa đường là một hạng mục cần rất nhiều tiền, con đường này thật sự là con đường ra của cả huyện Lô Bắc, nếu có nó thì hoàn toàn dựa vào thành phố An Dịch để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhưng thành phố An Dịch là tỉnh thành của tỉnh hàng xóm, lại không quan tâm đến vấn đề này. Thành phố An Dịch có thể mang sự sống đến cho huyện Lô Bắc, nhưng huyện Lô Bắc có thể làm gì cho thành phố An Dịch? Dù là bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông hay chủ tịch huyện Lưu Thành Quân đều thật sự không nghĩ ra chút điểm tốt nào. Những năm nay không có lợi sẽ không ai chịu dậy sớm, hơn nữa thành phố An Dịch cũng không phải thành phố bình thường, nó là tỉnh lỵ, muốn làm đường phải liên hệ với lãnh đạo thành phố, như vậy sao có thể làm cho xong? Vương Tử Quân này xem ra có ý nghĩ quá kỳ lạ rồi. Đúng vậy, bí thư Hầu, chủ tịch Lưu, tôi muốn đến thành phố An Dịch để cùng bàn luận với bọn họ. Vương Tử Quân giống như căn bản không chú ý đến vẻ kinh ngạc của đám người Lưu Thành Quân, vẻ mặt hắn vẫn như bình thường. Bí thư Tử Quân, điểm xuất phát của cậu là tốt, nhưng tôi thấy vấn đề này là không thể, tôi cảm thấy cậu không nên phí lực. Lưu Thành Quân cười cười với Vương Tử Quân, sau đó nói vài lời nhắc nhở thiện ý. Những thường ủy khác cũng đưa mắt nhìn nhau, cả đám không nói gì. Bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông cũng định mở miệng khuyên Vương Tử Quân không nên phí công vô ích. Bí thư Hầu, chủ tịch Lưu, tôi vẫn phải đi một chuyến nhưng đó là phương án tốt nhất, không thành công thì chúng ta cũng không có tổn thất gì. Vương Tử Quân vung hai tay lên áp xuống, dùng giọng điềm nhiên như không nói. Bí thư Vương, lẽ ra tôi nắm công tác đảng, cũng không nên vung tay múa chân với công tác của anh, nhưng tôi cũng cần nói một câu. Sự việc gì cũng cần làm đến nơi đến chốn, làm từng bước một, anh chạy quá xa và quá cao, nghe qua có chút gắng gượng. Nhưng sự thật sẽ được cuộc sống chứng thực, tôi chỉ sợ vẫn đúng như một câu nói kia, đó là đủ lý tưởng thì sinh ra cảm giác tốt. Tôi cũng biết rõ anh rất gấp vì hạng mục sửa đường, nhưng chúng tôi cũng rất sốt ruột, nếu không thì chúng ta cũng không vì nó mà mở hội nghị thường ủy hôm nay. Trần Lộ Giao đưa ra yêu cầu với Vương Tử Quân, hắn khẽ buông ly nước, âm thanh có chút khinh thường. Đám thường ủy ngồi đây hầu như đều hiểu lời nói lạnh nhạt của Trần Lộ Giao là có ý gì. Chủ yếu là vì Vương Tử Quân có danh tiếng quá mạnh, rất có tư thái đi sau đến trước, hầu như sắp vượt qua cả Trần Lộ Giao. Bây giờ Vương Tử Quân cho ra lời đề nghị không hay, tất nhiên Trần Lộ Giao sẽ lên tiếng chặn ngang họng. Trần Lộ Giao mới mở miệng thì Tôn Quốc Lương cũng phụ họa theo. Tùy cơ ứng biến, nhìn nồi sới cơm, nếu làm việc quá áp đặt tư tưởng thì nhất định sẽ té ngã. Nếu công tác như vậy thì phương hướng đã sai, chỉ có thể dừng lại mà không tiến. Vì thế, bí thư Hầu, tôi cảm thấy chuyện sửa đường, chúng ta cũng không thể cứ ngồi đây tơ tưởng, dựa vào thực tài mới là đạo lý đúng. Tôn Quốc Lương dù nói không trực tiếp chĩa đầu mâu về phía Vương Tử Quân, nhưng ai ngồi đây chẳng biết nó đang ánh xạ về phía Vương Tử Quân. Hai người vừa lên tiếng thì bí thư ủy ban kỷ luật Tả Minh Phương cũng muốn lên tiếng, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì Hầu Thiên Đông đã khoát tay cản lại. Hầu Thiên Đông cản lại chính là giúp Vương Tử Quân. Sở dĩ lão giúp Vương Tử Quân cũng không phải vì có quan hệ gì tốt đẹp với nhau, mà hy vọng Vương Tử Quân có thể giúp lão tu sửa con đường nối liền huyện Lô Bắc và thành phố An Dịch. Tình thế trước mắt khá bất lợi cho Vương Tử Quân, lão sợ Vương Tử Quân rơi vào vòng vây của đám thường ủy huyện ủy mà nhụt chí, thế là lúc này mới nhảy ra gánh vác, nếu không thì sang năm lão lấy cái gì để giao cho bí thư Hùng trên thị ủy. Bí thư Hầu, theo tôi thấy, không những nên cho bí thư Tử Quân đi thử, mà bí thư Vương cũng không phải là người nói suông. Anh ấy đã có ý nghĩ như vậy, tất nhiên sẽ có đạo lý của mình. Chúng ta đã giao hạng mục sửa đường này cho bí thư Vương Tử Quân phụ trách, như vậy khối chính quyền chúng ta cũng phải thống nhất, cũng cho anh ấy không gian để phát triển.
Trưởng phòng tuyên truyền Vũ Trạch Huy nhìn Vương Tử Quân với ánh mắt tràn đầy nụ cười, bàn tay khẽ vung lên, giống như đang chuẩn bị ký văn kiện vậy. Vũ Trạch Huy lên tiếng hát đệm cho Vương Tử Quân, cục diện như vậy là không ai có thể nghĩ ra được. Lúc Vũ Trạch Huy lên tiếng thì vẻ mặt Trần Lộ Giao chợt có hơi ngây ra, vẻ tươi cười cũng không còn. Là phúc thì không phải họa, là họa thì khó thể tránh khỏi, có lẽ tiểu tử kia muốn nhảy vào trong lò lửa. Bí thư Hầu, dù sao đó cũng chỉ là một lời đề nghị, dù thành phố An Dịch không đồng ý cũng không sao, chúng ta chỉ dựa vào bọn họ là được, vì sao không đi thử một lần. Vũ Trạch Huy nói đến đây thì vẻ mặt trở nên sáng lạn. Tôi có một người anh họ làm phó thư ký trưởng thành phố An Dịch, anh ấy chịu trách nhiệm xử lý mọi chuyện cho bí thư thị ủy Trịnh Đông Phương, tôi sẽ nhờ anh ấy sắp xếp, để cho bí thư Vương được gặp bí thư Trịnh một lần. Để cho Vương Tử Quân trực tiếp đến nói chuyện với bí thư Trịnh Đông Phương. Vũ Trạch Huy này rõ ràng là có ý nghĩ bất lương, thật sự ác độc. Vương Tử Quân chỉ là một bí thư ủy ban tư pháp nhỏ nhoi của huyện Lô Bắc, nào có tư cách để đến đối thoại với bí thư thị ủy Trịnh Đông Phương. Nếu lời đề nghị của Vương Tử Quân bị bí thư Trịnh Đông Phương không nói hai lời mà từ chối, như vậy tình cảnh của Vương Tử Quân sẽ khó khăn cỡ nào. Dù trên vấn đề công tác sẽ không ai nói gì, nhưng ở phương diện uy tín sẽ bị trọng thương, thậm chí sự việc sẽ một truyền mười mười truyền trăm, sẽ được coi là một chuyện cười. Lúc đó người ta sẽ nghĩ Vương Tử Quân không biết lượng sức, sẽ bị chụp mũ. Tôi cũng hiểu lời nói của đồng chí Vũ Trạch Huy, tôi cảm thấy anh ấy nói rất đúng. Dù sao thì cũng không có tổn thất gì, không bằng chúng ta cứ cho Bí Thư Vương đi thử một lần. Chúng ta cần chú ý khai thác chí tiến thủ, sáng tạo điều kiện, mở rộng công tác, dù là không có điều kiện thì cũng phải sáng tạo điều kiện. Trần Lộ Giao thấy vẻ mặt Hầu Thiên Đông có chút do dự, thế là lập tức đổi giọng nhanh chóng nói lời giúp đỡ Vũ Trạch Huy. Tôn Quốc Lương càng theo sát phía sau Trần Lộ Giao, khi Trần Lộ Giao vừa nói xong thì lập tức lên tiếng. Đồng chí trưởng phòng Trạch Huy đã sáng tạo ra điều kiện tốt như vậy, Bí Thư Vương cũng cần nên nắm chắc, tranh thủ tìm ra chút hiệu quả, các đồng chí ngồi đây thật sự chờ đợi tin tức tốt từ anh. Vương Tử Quân đối mặt với những lời châm chọc khiêu khích bằng thái độ lạnh nhạt, hắn vẫn ngồi đó, giống như bản thân hắn hồn nhiên chưa phát hiện ra ý nghĩ châm chọc khiêu khích của đám người kia. Hầu Thiên Đông thấy bộ dạng bất động như núi của Vương Tử Quân thì thầm có ý nghĩ, thầm phỏng đoán lần này cho Vương Tử Quân tiếp nhận chút đả kích. Sau đó mình lại ủng hộ, thế là một đá ném hai chim. Được, chúng ta cứ quyết định như vậy, Bí Thư Vương, lần này anh cứ nên thả lỏng một chút, bỏ bớt công tác ra, có gì cứ trực tiếp nói với tôi. Đồng thời anh đến thành phố An Dịch cũng nên đi sớm về sớm, chúng tôi chờ tin tốt từ anh. Một kế hoạch không có khả năng cứ như vậy được Vũ Trạch Huy trợ giúp mà thông qua hội nghị thường ủy, nhưng lúc này các vị thường ủy không ai coi trọng lời đề nghị của Vương Tử Quân. Tất nhiên dù Vương Tử Quân đến thành phố An Dịch thì ai cũng nghĩ sẽ chẳng bao giờ thành công. Chương 217, nâng lên rồi giết. Sau khi Vương Tử Quân quay lại phòng làm việc thì Thiếu Tử Đông cũng theo sát phía sau, hắn cũng không khách khí với Vương Tử Quân mà thẳng thắn nói. Bí Thư Vương, anh có lẽ đã hành động theo cảm tính, vì những chuyện thế này khả năng thành công không lớn. Vương Tử Quân cười cười, hắn khẽ ngồi xuống ghế salon. Sau đó ném cho Thiếu Tử Đông một điếu thuốc rồi nói. Chủ nhiệm Thiếu, chỉ sợ theo ý của anh thì khả năng thành công không lớn, như vậy cũng hơn chẳng có gì chứ. Thiếu Tử Đông thấy Vương Tử Quân vạch trần ý nghĩ của mình thì khẽ gật đầu, sau đó hắn tiếp tục. Nếu đã như vậy thì, Bí Thư Vương, tôi cũng không gạt anh, tôi cảm thấy kế hoạch của anh cũng căn bản khó thành công. Nhưng cũng vì vậy mà lần này không nên đi, vì thành phố An Dịch sẽ có thể giúp chúng ta phát triển kinh tế. Nhưng huyện Lô Bắc căn bản không có gì có thể làm cho thành phố An Dịch động tâm. Đám người ở thành phố An Dịch không phải là kẻ ngu, dựa vào cái gì để bọn họ chung tay cùng xây dựng cầu đường với chúng ta. Thân trong quan trường có thể nghe đồng đạo nói một câu thật lòng cũng không phải chuyện dễ dàng, Thiếu Tử Đông nói những lời này tuy có chút khó nghe, nhưng Vương Tử Quân biết rõ đó là lời thật tình. Thiếu Tử Đông có xuất phát điểm rất thiện ý, điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy ấm áp, khóe mắt hay chân mày cũng biểu hiện ý cười. Nhưng hắn cũng không phản biện, không nói ra ý nghĩ của mình, coi như không muốn phô trương. Thiếu Tử Đông thấy Vương Tử Quân chỉ cười mà không nói lời nào thì lắc đầu lên tiếng. Bí Thư Vương, có nhiều kẻ muốn anh bị chê cười, sao anh cứ gắng gượng như vậy? Vương Tử Quân đặt một ly trà xuống trước mặt Thiếu Tử Đông, sau đó dùng giọng hời hợt nói. Chuyện này tôi đã có tính toán, chủ nhiệm Thiếu cứ yên tâm đi. Thiếu Tử Đông thấy tâm ý của Vương Tử Quân đã quyết thì biết rõ có khuyên nữa cũng vô bổ,
hơn nữa việc này đã được hội nghị thường ủy quyết định, hắn cũng không đảo ngược lại được. May mà sự việc nếu không thành thì cũng không ai quy trách nhiệm chính trị, nhiều lắm cũng chỉ coi đó là một đả kích với Vương Tử Quân mà thôi. Xem ra cần phải nhanh chóng vung tay áp chế chuyện này xuống, đỡ phải truyền bá ra ngoài. Nhưng đúng lúc này hắn chợt nhớ đến tình huống ngày hôm qua V, có tìm mình nói chuyện, đã từng nói có người quen ở thành phố An Dịch, mà Vũ Trạch Huy hình như cũng có một người anh họ làm phó thư ký trưởng văn phòng thị ủy An Dịch. Chuyện này có liên hệ gì với nhau không? Tiếu Tử Đông chợt có ý nghĩ, hắn lại khẽ lắc đầu. Khi Tiếu Tử Đông đang thầm suy đoán đủ mọi hướng thì trong phòng làm việc của Trần Lộ Giao, trưởng phòng tổ chức Tôn Quốc Lương và trưởng phòng tuyên truyền Vũ Trạch Huy đang ngồi bên cạnh Trần Lộ Giao, trên mặt cả hai đều treo nụ cười đắc ý. Anh Vũ, vẫn là anh có trình độ cao, tôi vốn muốn đả kích lòng dạ của tên tiểu tử kia, bây giờ cậu làm cho hắn rơi vào tình huống như vậy, chỉ sợ sau này đối phương chỉ có thể cúi đầu đi về phía trước. Tôn Quốc Lương nâng ly trà lên, sau đó nói lời tán dương với Vũ Trạch Huy. Vũ Trạch Huy chỉ khẽ nhấp một ngụm trà, hắn khoát tay nói. Ôi! Cái này đâu phải công lao của tôi, có thể làm cho sự việc được nhanh chóng quyết định, không phải còn làm phiền bí thư Lộ Giao sao. Nhưng cũng vì tiểu tử kia quá mạnh miệng, cuối cùng cũng là cán bộ trẻ tuổi, cả ngày chỉ biết náo động, hắn nếu còn chưa có vài năm kinh nghiệm chơi trò cút bắt dưới nông thôn, căn bản còn chưa đủ trình độ phát triển ở huyện ủy, điều này cũng là đáng đời. Trần Lộ Giao cười cười, sau khi Quách Vạn Thần bị bắt thì hắn chưa từng được sảng khoái như hôm nay. Hắn dựa lưng lên ghế salon rồi cười ha hả nói. Hai đồng chí các anh nói chuyện cần phải phân biệt rõ ràng, mọi người đều là đồng chí, nếu có tin gì đó truyền ra cũng không hay. Trưởng phòng Trạch Huy, Vương Tử Quân đại biểu cho huyện Lô Bắc chúng ta đi nói chuyện sửa đường với thành phố An Dịch, chính là một chuyện lớn trong công tác phát triển kinh tế của huyện. Vì sự thành bại của sự kiện quan trọng này, phòng tuyên truyền các anh cần phải công tác mạnh mẽ hơn, cần phải tạo ra bầu không khí thật sự tốt, không nên qua loa, có biết không? Trần Lộ Giao nói rất rõ ràng, người không biết còn tưởng rằng hắn đang giúp đỡ cho Vương Tử Quân, nhưng Vũ Trạch Huy và Tôn Quốc Lương là ai? Bọn họ nào lại không hiểu ý nghĩ thật sự của Trần Lộ Giao? Nâng lên rồi giết, đây chính là muốn đưa Vương Tử Quân lên thật cao, người người đưa lên cao, sau đó chờ đến khi anh không thể nào hoàn thành công tác quan trọng để rồi rút thang, đến lúc đó anh sẽ té ngã trọng thương. Có hai tình huống xảy ra, một là thảm bại hay là mãi đứng giữa không trung mà chẳng ai đưa xuống. Hoặc là khóc giống chảy hết nước mắt xin trợ giúp, hoặc là hổ thẹn cúi đầu ngã xuống, cũng có thể là ngã chết tươi. Bí thư Trần, anh cứ yên tâm, phòng tuyên truyền chúng tôi nhất định sẽ không bao giờ buông lỏng sự kiện trọng đại này, nhất định sẽ chứng thực chỉ thị của anh cực kỳ đúng chỗ, sẽ làm tốt công tác tuyên truyền. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác truyền bá về tin tức của Bí thư Vương, sẽ làm cho Bí thư Vương có hình tượng chói lọi, chiếu rọi tất cả tấc đất trên huyện Lô Bắc này. Vũ Trạch Huy dùng giọng trịnh trọng lên tiếng. Điều này làm cho đám người trong phòng cười lên ha hả không dứt. Vũ Trạch Huy không hổ danh là trưởng phòng tuyên truyền, tuy tin tức còn chưa phát ra ở huyện Lô Bắc, nhưng chỉ sau nửa ngày thì không những hai khu huyện ủy và chính quyền đều biết, dù các xã thị trấn cũng nghe được tin tức này. Tình huống hiện tại giống như có một cái trống khổng lồ đang gióng lên những âm thanh khủng bố trong huyện Lô Bắc. Tôn Hạ Châu vừa đi làm thì ngơ được những tin tức này, hắn cũng bất chấp cầm văn kiện mà vội vàng chạy đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Bí thư Vương, sự kiện anh tiến hành đàm phán với thành phố An Dịch về chuyện mở đường sao lại được lưu truyền xôn xao như vậy? Vương Tử Quân đang thu thập văn kiện, hắn nghe thấy Tôn Hạ Châu hỏi như vậy thì khẽ gật đầu nói. Tôi biết rồi, cậu cũng chuẩn bị một chút, hôm nay chúng ta đến thành phố An Dịch, đường khá xa, chúng ta đi nửa ngày rồi hãy dùng cơm. Bộ dạng đã tính trước của Vương Tử Quân làm cho Tôn Hạ Châu chợt sững sờ, hắn muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt xuống. Nhưng lúc này hắn có một nghi vấn khó thể nào xóa đi được, Bí thư Vương thật sự có thể thuyết phục được thành phố An Dịch mở một con đường không có lợi gì cho chính mình sao? Lần này theo Vương Tử Quân đến thành phố An Dịch ngoài cục trưởng cục cầu đường và ba nhân viên công tác, chỉ còn có Tôn Hạ Châu và Thái Thần Bân. Bảy người ngồi trên hai chiếc xe chạy đến thành phố Hồng Ngọc, sau đi từ thành phố Hồng Ngọc sang thành phố Lam Tây, mới có thể tiến vào thành phố An Dịch. Khi Vương Tử Quân xuất phát thì Vũ Trạch Huy tươi cười đi đến. Hắn trịnh trọng đưa một dãy số điện thoại cho Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi đã sắp xếp xong, anh đến thành phố An Dịch cứ liên lạc với anh tôi, anh ấy nhất định sẽ sắp xếp tốt chuyện anh gặp mặt Bí thư Trịnh. Bộ dạng thật tình của trưởng phòng tuyên truyền Vũ Trạch Huy làm cho các nhân viên công tác cực kỳ cảm khái, thầm nghĩ đám người trong cục đúng là láo khoét,
không phải hát bài ca đồng tâm hiệp lực, chẳng qua là giúp nhau phá cạnh tranh. Vì Bí Thư Vương và trưởng phòng Vũ Trạch Huy là hai người bằng mặt không bằng lòng, quan hệ bất hòa, hai người quan hệ bất hòa sao có thể giúp đỡ lẫn nhau cho được. Nhưng vẻ mặt vị cục trưởng cầu đường ngồi phía sau lại rất lạnh nhạt, không nói lời nào. Xuất phát từ sáng sớm nhưng đến thành phố An Dịch thì đã là buổi chiều, các nhân viên công tác của cục cầu đường nhìn những dãy nhà hơn 10 tầng nằm san sát nhau ở thành phố An Dịch mà thầm cảm thấy e dè sợ hãi. Tuy thành phố An Dịch chỉ cách huyện Lô Bắc một ngọn núi, nhưng nếu nói ra thì huyện Lô Bắc chỉ là một thôn nghèo hẻo lánh so với thành phố An Dịch, còn thành phố Hồng Ngọc, căn bản chỉ là một huyện thành so với An Dịch mà thôi. Bí Thư Vương, chúng ta sắp xếp thế nào? Sau khi xe dừng lại sau một quãng đường dài, cục trưởng cục cầu đường lên tiếng xin chỉ thị với Vương Tử Quân bằng vẻ mặt tươi cười. Cục trưởng cục cầu đường của huyện Lô Bắc có Lọ Lộ, tên đầy đủ là Lộ Lục Thông, là cán bộ sắp đến 50, tuy không có vẻ nhiệt tình xông xáo như cán bộ trẻ tuổi nhưng lại rất có kinh nghiệm ở phương diện đối nhân xử thế. Lúc này Lộ Lục Thối đối mặt với một Vương Tử Quân với tuổi tác ít hơn mình một nửa mà vẻ mặt tràn đầy cung kính, không có chút chậm trễ. Nếu nhắc đến Lộ Lục Thông trước mặt đám phó chủ tịch Lý Lịch Mỏng, hắn luôn cảm thấy mình là người có tư cách, nghe nói có một lần Tiền Diễm Lệ đến cục cầu đường kiểm tra công tác, vị cục trưởng Lộ này đã cứng nhắc đến mức ai cũng phải nể sợ. Tiền Diễm Lệ là một vị phó chủ tịch nổi tiếng cường thế trong khối chính quyền huyện, nhưng nàng đứng trước mặt Lộ Lục Thông cũng chỉ có thể nuốt bồ hòn làm ngọt, thật sự rất ngột ngạt. Lộ Lục Thông có tích cách ra sao, đám nhân viên trong cục biết rất rõ, vì thế bây giờ bọn họ thấy cục trưởng tỏ ra thân thiện dễ gần như vậy thì trong lòng trộm mừng, còn bà nó đúng là khỉ gặp khỉ, trâu gặp trâu. Trước tiên tìm chỗ nghỉ ngơi, cơm nước xong sẽ liên lạc với vị thư ký trưởng Vũ kia. Vương Tử Quân khẽ cười với Lộ Lục Thông rồi khẽ nói. Được, tôi sẽ đi sắp xếp. Lộ Lục Thông nói rồi cùng leo lên xe với Vương Tử Quân, nhưng khi đám người bọn họ tìm khách sạn thì điện thoại của Vương Tử Quân đã vang lên. Vương Tử Quân cần lấy điện thoại ra xem, thấy trong đó có tin nhắn. Chào Bí Thư Vương, tôi là Vũ Trạch Nhân của Thị ủy An Dịch, nếu anh đến thành phố An Dịch thì gọi điện thoại cho tôi. Vương Tử Quân nhìn tin nhắn đầy vẻ nhiệt tình này mà hơi nhíu mày, sau đó hắn đi đến buồng điện thoại công cộng bấm số của Vũ Trạch Nhân. Chào anh, tôi là Vương Tử Quân của huyện Lô Bắc, xin hỏi anh có phải là thư ký trưởng Vũ không? Vương Tử Quân thấy điện thoại đã nối thông thì dùng giọng khách khí nói. Sau khi Vương Tử Quân báo danh thì đầu đây bên kia vang lên giọng nói nhiệt tình của Vũ Trạch Nhân. Chào Bí Thư Vương, tôi là Vũ Trạch Nhân, các anh đến thành phố An Dịch rồi à? Ôi, thật sự xấu hổ, làm chủ nhà mà không thể tiếp đón được, đúng là hổ thẹn. Thư ký trưởng Vũ, anh quá khách khí rồi, chúng tôi còn có việc cần anh hỗ trợ, anh nói như vậy cũng không được, chúng tôi nào dám quấy rầy anh. Tiếng cười của Vũ Trạch Huy ở phía bên kia càng thêm cởi mở, sau đó hắn lên tiếng. Bí Thư Vương, tôi đã sắp xếp tiếp đón các anh, chúng ta gặp nhau ở quán Nghênh Tân. Vũ Trạch Nhân vừa cười vừa nói địa chỉ của quán Nghênh Tân cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cúp điện thoại, lúc này Tôn Hạ Châu đứng ở bên cạnh hắn đã trả tiền điện thoại. Vương Tử Quân nhìn Tôn Hạ Châu đang cầm tiền lẻ còn thừa mà trong lòng thầm cảm thán, điện thoại di động của hắn ra khỏi thành phố Hồng Ngọc thì không có tín hiệu, xem ra muốn đi khắp cả nước cũng khó. Thái Thần Bân tuy là lần đầu tiên đến thành phố An Dịch, nhưng sau khi Vương Tử Quân báo địa chỉ thì chỉ mất 10 phút đã đi đến quán Nghênh Tân. Quán Nghênh Tân ở vào khu quy hoạch kinh tế của thành phố An Dịch, đưa mắt nhìn chỉ thấy đâu đâu cũng là nhà cao tầng, quán Nghênh Tân cũng là một tòa nhà cao 10 tầng, những chữ lớn trên bảng hiệu càng phát ra ánh sáng chói mắt. Quán Nghênh Tân thành phố An Dịch. Đám cán bộ huyện Lô Bắc nhìn những dòng chữ lớn như rồng bay phượng múa mà thổn thức không thôi, bọn họ coi như hoàn toàn chấn động. Nhà khách thị ủy Hồng Ngọc 6 tầng đã đủ khí thế, bây giờ một quán ăn ở thành phố An Dịch đã thật sự đánh sâu vào thần kinh của bọn họ. Chương 218, anh là công thần của thành phố này. Vương Tử Quân ngồi trên xe, hắn nhìn ra bên ngoài thông qua cửa kính, thành phố An Dịch thật sự phát đạt hơn Hồng Ngọc rất nhiều. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn khắp bốn phía, tất cả nguyên tố hiện đại dù lớn hay nhỏ đều xuất hiện ở chỗ này, đường rộng rãi, lối đi bộ được lát gạch với màu sắc rực rỡ, hai bên đường là những chuỗi cửa hàng với những thứ rất quen thuộc ở các thành phố lớn, quán cà phê, mì Ý, đồ điện của Mỹ. Đầu đường có nhiều buồng điện thoại, phòng gội đầu, Pizza Hut. Tất cả được sắp xếp san sát nhau, đầy hai bên đường. Đúng lúc Vương Tử Quân đang dùng ánh mắt bừng bừng hưng phấn nhìn diện mạo của thành phố An Dịch thì Thái Thần Bân đã nhắc nhở. Bí Thư Vương, đã đến quán Nghênh Tân.
Bí thư Vương, xây một tòa nhà thế này cũng đủ số tiền cho chúng ta làm được một nửa con đường. Lộ Lục Thông nhìn Quán Nghênh Tân mà giật mình, đồng thời dùng giọng cảm khái nói với Vương Tử Quân. Xin hỏi các vị có phải là lãnh đạo huyện Lô Bắc? Một tên thanh niên hơn 24 tuổi từ trong Quán Nghênh Tân chạy ra, dùng giọng tràn đầy nụ cười hỏi đám người Vương Tử Quân. Vương Tử Quân gật đầu nói. Đúng, chúng tôi đến từ huyện Lô Bắc. Người thanh niên đưa mắt nhìn đám người Vương Tử Quân, sau đó hắn vươn tay với Lộ Lục Thông, lại dùng giọng khách khí nói. Chào Bí Thư Vương, tôi là Tiểu Hà của Văn phòng Thị ủy, tôi tuân theo chỉ thị của Thư ký trưởng Vũ đến nghênh đón mọi người. Vì ở Thị ủy có chút nhiệm vụ, Thư ký trưởng Vũ không thể tự mình đến nghênh đón được, xin ngài thứ lỗi. Lộ Lục Thông bị tên thanh niên bắt chặt tay rồi mở miệng gọi là Bí Thư Vương mà chợt ngẩn ngơ, hắn chố mất một lúc lâu mới có phản ứng. Thì ra tên thanh niên này tưởng lầm mình là Bí Thư Vương, khốn nổi đối phương tràn đầy nhiệt tình, nói chuyện như súng máy, mới đó đã nói được vài câu, căn bản là không cho Lộ Lục Thông cơ hội giải thích. Đồng chí, cậu nghĩ sai rồi, vị này mới là Bí Thư Vương của chúng tôi. Lộ Lục Thông rất xấu hổ, hắn đành phải chờ cho Tiểu Hà kia nói xong, sau đó mới chỉ vào Vương Tử Quân và giải thích. Tiểu Hà thật sự không thể tin được, người thanh niên kia được bao nhiêu tuổi mà đã là cấp phó huyện. Nhưng cảm giác khó hiểu đã nhanh chóng biến mất, hắn bắt đầu cảm thấy hối hận, rõ ràng mình phạm vào sai lầm không nhỏ. Bí Thư Vương, thật sự xin lỗi, không ngờ ngài trẻ tuổi như vậy mà đã là. Xin ngài thứ lỗi. Tiểu Hà rõ ràng là nhân viên công tác chưa được bao lâu, bây giờ gặp phải tình huống này thì thật sự là không biết phải làm sao. Không có gì, người không biết không có lỗi. Trưởng khoa Hà, có phải đã đến lúc đưa chúng tôi vào thăm quý quán Nghênh Tân rồi không? Tiểu Hà nào không hiểu Bí Thư Vương đang nói lời giải vây cho mình, thế là trong lòng có thêm vài phần hảo cảm với Vương Tử Quân. Hắn vươn tay về phía cửa chính của quán Nghênh Tân rồi nói. Đúng, 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 Bí Thư Vương, mời ngài. Dưới sự chỉ đường nhiệt tình chu đáo của Tiểu Hà, nhóm người Vương Tử Quân đi vào trong quán Nghênh Tân. Sau khi mọi người ăn một bữa tiệc đầy món ngon thì đều tự nghỉ ngơi, mà vị thư ký trưởng Vũ kia mãi không lộ diện. Bí Thư Vương, thư ký trưởng Vũ gọi điện thoại đến nói 8 giờ sáng mai lãnh đạo của chúng tôi có rảnh, xin ngài trực tiếp đến lầu 5 của quán Nghênh Tân. Đến 8 giờ tối thì Tiểu Hà cuối cùng cũng đã gọi điện thoại được cho Vũ Trạch Nhân. 8 giờ sáng mai. Vương Tử Quân khẽ gật đầu đồng ý, Tiểu Hà cũng không nói gì thêm mà cáo từ. Một đêm không nói chuyện, sáng hôm sau Vương Tử Quân thức dậy, hắn đi ra bãi cỏ phía sau quán Nghênh Tân để tập thể dục rèn luyện sức khỏe, đến khi đổ đầy mồ hôi mới quay lại phòng tắm rửa, làm cho toàn thân nhẹ nhàng sung sướng, cuối cùng cùng nhóm Tôn Hạ Châu xuống dùng bữa sáng. Trong quá trình ăn sáng, Vương Tử Quân không nói lời nào, hắn vừa nhai nuốt thức ăn vừa nghĩ về một vấn đề. Đó là khi gặp mặt Bí Thư Trịnh của thành phố An Dịch thì mình nên nói thế nào cho phải. Đúng vậy, Vương Tử Quân nên nói thế nào để mượn gà đẻ trứng, để đủ ẩn giấu và lôi cuốn, có thể làm cho Bí Thư Trịnh Đông Phương cam tâm tình nguyện hợp tác với mình. Có nhiều thủ đoạn để thi triển nhưng hắn lại không muốn đi theo đường cứng nhắc, hắn muốn kế hoạch của mình có thể thực hiện được, còn muốn sinh ra hiệu quả thẩm thấu không một tiếng động. Kiếp trước Vương Tử Quân cũng không hiểu nhiều về thành phố An Dịch. Nhưng khi đó thành phố An Dịch mới là thành phố cấp phó tỉnh, bây giờ thành phố An Dịch chỉ là cấp chính sảnh mà thôi. Trong ký ức của hắn thì thành phố An Dịch thăng cấp trở thành phó tỉnh hình như là trong những năm này. Thăng cấp chỉ sau vài năm, điều này đã nói lên sự cố gắng của thành phố An Dịch, mà Vương Tử Quân sở dĩ đến đây đàm phán cũng vì nắm chắc yêu cầu bức thiết muốn tăng cấp của thành phố An Dịch. Không những đây là điều bức thiết với lãnh đạo thành phố, còn là một sự kiện cực kỳ quan trọng với tất cả nhân viên công tác lớn nhỏ. Nếu thành phố thăng cấp thành công, như vậy cấp bậc của cán bộ sẽ tăng lên một bậc, chuyện tốt như vậy thì ai mà không muốn. Bí Thư Vương, đã đến giờ rồi. Tôn Hạ Châu thấy Vương Tử Quân trở nên trầm ngâm, thế là cung kính nói. Hành trình của Vương Tử Quân đến thành phố An Dịch lần này dù người ta nhìn vào như thế nào thì đối với Tôn Hạ Châu vẫn có hy vọng thành công, dù hắn không biết lúc này lãnh đạo lại ra bài không phù hợp với lẽ thường như thế nào, nhưng ít nhất thì hắn dựa vào những gì mình hiểu về lãnh đạo. Vẫn có một phần tự tin như vậy. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đi ra ngoài phòng, nhóm người Lộ Lục Thông đang chờ bên ngoài. Vương Tử Quân khẽ gật đầu mỉm cười với Lộ Lục Thông, sau đó dẫn đầu mọi người đi xuống tầng 5. Cửa thang máy mở ra, khi nhóm người Vương Tử Quân tiến vào trong thang máy, nhân viên phục vụ trực tiếp nhấn nút cho thang máy xuống lầu 5. Ra khỏi thang máy,
Xuất hiện trước mặt nhóm người Vương Tử Quân chính là một cánh cửa màu đen cực kỳ nghiêm trang, có hai người đàn ông mặc chế phục lễ nghi đứng bên cửa. Khi nhóm người Vương Tử Quân đi đến thì một người đàn ông khẽ cúi người, sau đó kéo cửa. Khi cửa được kéo ra, những tiếng vỗ tay nhiệt liệt từ bên trong truyền ra, tiếng vỗ tay bắt đầu như thủy triều dâng, bên trong lại liên tục có ánh đèn nhấp nháy. Một đám người quần áo thẳng thớm từ bên trong đi ra, đi đầu là một người đàn ông trung niên hơn 40 với thân hình cao lớn, người này đi đến trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, sau đó duỗi bàn tay ra. Vương Tử Quân nhìn người đàn ông trung niên, lại nhìn đám người sau lưng đối phương, trong lòng chợt bùng lên cảm giác xấu. Đối phương tạo ra một tình huống tiếp đãi với quy cách quá cao ở trong quán Nghinh Tân, như vậy nhất định phải có lãnh đạo thành phố An Dịch, nghĩ đến tình huống hắn cần gặp mặt bí thư thị ủy Trịnh Đông Phương. Hắn chợt cảm thấy có vấn đề. Trịnh Đông Phương là bí thư thị ủy thành phố An Dịch, tình huống lúc này rõ ràng là quá rảnh rang, có mặt bí thư thị ủy, còn có cả lãnh đạo của bốn bộ ban ngành. Có thể hưởng thụ đãi ngộ thế này, dù không phải là cán bộ cấp phó bộ thì ít nhất cũng phải là nhân vật đứng ngang hàng với Trịnh Đông Phương. Nhưng chính mình chỉ là một cán bộ cấp phó ban, tuy chỉ kém Trịnh Đông Phương vài cấp nhưng chênh lệch giữa hai bên là quá lớn, căn bản khó thể nói bằng lời. Vương Tử Quân thấy mình cũng không đủ độ nặng để cho một vị bí thư thị ủy phải dùng lễ nặng như vậy để nghênh đón mình, nếu như mình không xứng với quy cách tiếp đãi này, như vậy chỉ có thể nói rõ một điều, đây là có người đang gài mình, chờ mình bước vào cửa tử. Ai gài mình, đáp án đã quá rõ ràng rồi. Vương Tử Quân nhìn Trịnh Đông Phương vươn tay ra mà tâm thần vô cùng tỉnh táo, khoảnh khắc này hắn biết rõ một vấn đề, đó là chỉ cần mình có phạm chút sai lầm. Chỉ sợ sẽ rơi từ xuống đất còn đau đớn hơn cả tình huống năm xưa. Ổn định, nhất định phải ổn định. Nhưng thời gian để Vương Tử Quân tỉnh táo trong sự kiện gặp mặt lần này cũng không nhiều. Trịnh Đông Phương thấy Vương Tử Quân thì vẻ mặt có chút biến đổi, nhưng vì người đến từ thành phố Hồng Ngọc này rất quan trọng nên hắn mới hạ mình xuống tiếp đón với quy cách cực cao. Khốn nổi điều hắn không kịp chuẩn bị chính là trong báo cáo ghi rõ là lãnh đạo chủ yếu của thành phố Hồng Ngọc, nhưng đích thân đến hiện trường lại là một vị cán bộ trẻ tuổi giống như ảo thuật. Một người thanh niên chưa đến 30 sao có thể là lãnh đạo chủ yếu của thành phố Hồng Ngọc. Nếu không phải là lãnh đạo chủ yếu của thành phố Hồng Ngọc, như vậy chính mình tội gì phải mất cả ngày để loay hoay tạo ra tình huống nghênh đón rảnh rang này. Đây không phải có kẻ muốn chơi mình sao? Khi Trịnh Đông Phương đang cảm thấy rất căm tức thì Vương Tử Quân đã đưa hai tay ra đón chào, hắn bắt chặt tay của Trịnh Đông Phương rồi nở nụ cười sáng lạn nói. Nghe nói thành phố An Dịch là nơi lễ nghi cao độ, đối đãi với tất cả các vị khách đều rất chân thành, đủ nhân tâm và dân tâm, hôm nay vừa thấy quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, thật sự không giống như người thường. Vương Tử Quân lên tiếng nói vài lời giữ thể diện cho Trịnh Đông Phương, sau đó người đã đến sát bên người bí thư Trịnh, hắn cúi người đến bên cạnh bí thư rồi khẽ nói. Bí thư Trịnh, dù ngài có tin hay không, tình huống bất ngờ hôm nay thật sự làm tôi bị dọa chết. Trịnh Đông Phương thấy cậu thanh niên đối diện rất cơ trí thì cảm giác bức bối trong lòng cũng giảm xuống, tình huống trước mắt đã là như vậy, nếu hắn xấu hổ vẫy tay áo bỏ đi, chẳng phải nói rõ mình không có phong độ. Hơn nữa với trí tuệ chính trị của hắn, lúc này hắn đã có 7 phần tin vào lời nói của Vương Tử Quân. Sau lưng Trịnh Đông Phương là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt hắn rất khó coi, nếu như không phải bây giờ có rất nhiều người, sợ rằng hắn đã sớm nổi giận. Phó Chủ tịch Loan, đến đây gặp mặt anh bạn này. Trịnh Đông Phương khẽ cười về phía một vị phó chủ tịch thành phố rồi nói. Phó Chủ tịch Loan cũng biết bây giờ không phải là thời điểm nổi giận, thế cho nên đành phải gật đầu với Vương Tử Quân, xem như bắt chuyện. Đám người trong đại sảnh tuy biết sự việc lần này có chút quỷ dị nhưng bọn họ cũng biết không nên mở miệng quá sớm, nếu không chọc giận cho anh Trịnh mất hứng cũng không phải chuyện đùa, nhẹ thì dính vào ý thức đại cục, nặng thì sai lầm chính trị, coi như bị ném ra biên giới. Vương Tử Quân cùng đi vào với Trịnh Đông Phương giống như trăng được sao vây quanh, đám người đi đến một chiếc bàn tròn, Vương Tử Quân có hơi nhíu mày, đúng lúc Trịnh Đông Phương vung tay mời ngồi, hắn đành phải thoải mái ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh và cực kỳ tự nhiên. Vương Tử Quân rất bình tĩnh nhưng Lộ Lục Thông đi ở phía sau lại cực kỳ kinh hoàng, hắn là một cán bộ xảo quyệt lăn lộn quan trường lâu năm nhưng chưa từng gặp qua tình huống tiếp đãi nào với quy cách cao vời như thế này, nhưng sự quỷ dị của hành trình hôm nay càng làm cho trong lòng hắn rét run. Nói trắng ra thì loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như thành phố An Dịch lên tiếng, nói rằng bí thư thị ủy Trịnh Đông Phương đặc biệt sắp xếp như vậy, thế thì sẽ không có vấn đề. Nhưng nếu thành phố An Dịch đóng chặt miệng không nói lời nào, từ chối cho ý kiến,
hoặc có vị lãnh đạo thành phố nào đó kéo ra hổ làm cờ muốn truy cứu trách nhiệm thì rắc rối to. Giải thích, anh giải thích thế nào? Đến lúc đó còn có người cho anh cơ hội để giải thích nữa sao? Khi đó chỉ sợ là tin tức bùng ra khắp trời, tất cả đều đánh lên mặt Vương Tử Quân và Lộ Lục Thông, đám người kia sẽ kéo cờ hiệu của thành phố An Dịch lên, ép mình tội đùa bỡn lãnh đạo thành phố, bắt bí thư thị ủy tự mình tiếp kiến, hơn nữa còn dẫn theo lãnh đạo của bốn bộ ban ngành gồm thị ủy, ủy ban thành phố, mặt trận tổ quốc, hội đồng nhân dân, đây không phải là tập trung tất cả lãnh đạo của thành phố An Dịch lại rồi sao? Chưa nói đến vấn đề bị người ta ép chết, nghiêm trọng nhất chính là đối phương vẫn chưa biết gì, nếu ngày nào đó bọn họ vô tình biết được, như vậy mình sẽ có thời gian an ổn sao? Xem như việc này chỉ có đường chết. Trịnh Đông Phương nhìn tên thanh niên không tỏ ra chút sợ hãi trước mặt mà trong lòng có chút cảm giác yêu mến, gặp nguy không loạn, ung dung bình tĩnh, điều này nói lên điều gì? Cái này gọi là phong thái lớn. Anh bạn, cậu đến thành phố An Dịch của chúng tôi, có gì cần chỉ giáo sao? Trịnh Đông Phương đã hủy đi tất cả những thứ gì mình chuẩn bị trước đó, dù hắn vô thức có hảo cảm với Vương Tử Quân, thế nhưng cũng không thích hợp bàn chuyện hợp tác với một vị cán bộ trẻ tuổi, hơn nữa còn chưa biết thân phận của đối phương. Bí thư Trịnh, lần này tôi đến thành phố An Dịch thật sự có cảm nhận rất sâu, trước kia huyện Lô Bắc chúng tôi luôn tụt hậu, tôi cảm thấy nguyên nhân chủ yếu là vấn đề địa lý. Lúc này tôi đến thành phố An Dịch, tôi thấy thành phố An Dịch cũng có vị trí địa lý như huyện Lô Bắc. Điều quan trọng là chúng tôi thiếu nhân hòa. Không đi được nửa bước sẽ chẳng tiến được ngàn dặm, không tích nước sẽ chẳng thể nào thành sông, chỉ cần nhìn tình huống bí thư Trịnh đã long trọng tiếp đãi một vị đại biểu cấp huyện như tôi thì cũng có thể thấy thành phố An Dịch phát triển đến mức độ này không có gì là lạ. Bí thư Trịnh là một cán bộ hùng thao đại lược, có một đầu kéo mạnh mẽ như vậy thì cả con tàu sẽ luôn tiến về phía trước. Bí thư Trịnh đã tạo nên danh tiếng cho thành phố An Dịch, chúng tôi bây giờ đến học tập kinh nghiệm của thành phố An Dịch. Tôi cảm thấy vừa gặp bí thư Trịnh thì đã học được kinh nghiệm quý giá nhất rồi. Vương Tử Quân dùng giọng trầm bổng du dương và cực kỳ có lực để nói từng chữ từng câu, đám người Lộ Lục Thông đang thấp thỏm lo âu nghe thấy vậy cũng liên tiếp gật đầu, trong lòng thầm sáng ngời. Đặc biệt là Tôn Hạ Châu, hắn càng ghi chép lại từng chữ của Vương Tử Quân, giống như chỉ sợ bỏ sót mất một chữ nào đó. Trịnh Đông Phương nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, hắn cũng dần trở nên ngưng trọng. Nếu như nói người trước mặt cũng lăn lộn quan trường vài chục năm như mình thì hắn hoàn toàn có thể tin, nhưng vấn đề là người này chưa đến 30, không những có thể điều tiết bầu không khí, còn tán dương thành phố An Dịch với phương pháp tiếp cận rất tốt. Đồng thời người này còn đẩy chiến tích của mình lên mức cao độ, công lực xoa nắn thế này dù là mình cũng khó thể bằng. Chương 219, đốt một ngọn đèn chiếu rộng cả không gian. Ha ha, cậu cứ quá khen. Chỉ là trồng cây ngô đồng kéo được Phượng Hoàng mà thôi. Những năm qua phát triển kinh tế luôn là phương hướng và nhiệm vụ mà cả thành phố An Dịch tập trung cao độ, chúng tôi coi trọng từng hạng mục, coi trọng từng phần đầu tư, quý trọng từng mối hợp tác. Huyện Lô Bắc tuy không cùng một tỉnh với thành phố An Dịch, thế nhưng hai bên chỉ cách nhau một ngọn núi, cũng coi như là lân cận. Các cậu có thể đến thành phố An Dịch chúng tôi, xem như là một lời thúc giục và khẳng định với công tác của thành phố chúng tôi. Lúc này Trịnh Đông Phương đã tự giác thay đổi tâm lý, ít nhất lão cũng không có ý nghĩ tiếp đãi Vương Tử Quân là phí thời gian như vừa rồi, mà đã đặt đối phương lên vị trí tương đồng với chính mình. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt chăm chú của Trịnh Đông Phương, lúc này trái tim mới hạ xuống lồng ngực. Dù vừa rồi hắn biểu hiện cực kỳ ung dung bình tĩnh, thế nhưng chỉ hắn mới biết sau lưng đã vã đầy mồ hôi lạnh. Trước đó Vương Tử Quân thật sự đã trải qua những giây phút nơm nớp lo sợ và cực kỳ cẩn trọng. Bây giờ hắn mới lấy lại được chút cảm giác của mình, cũng đến lúc này ánh mắt của hắn mới nhìn về phía đám người sau lưng Trịnh Đông Phương. Lúc này đám người sau lưng Trịnh Đông Phương phần lớn đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhưng vẻ mặt hai người trong số đó lại làm cho tâm tình của hắn khẽ động. Một trong số đó là người đàn ông trung niên đeo kính ngồi ở vị trí thứ 7 sau lưng Trịnh Đông Phương, đối phương đang lau mắt kính. Phía sau lại là một người đàn ông trung niên ục ịch, trong mắt thường lóe lên cái nhìn quỷ dị. Trong đó giống như có mang theo những ý nghĩ không cam lòng. Vương Tử Quân thấy hai người đàn ông trung niên kia thì trong lòng chợt bùng lên vài ý nghĩ, hắn khẽ cười với người đàn ông trung niên ục ịch bên kia, sau đó nói với Bí thư Trịnh Đông Phương. Bí thư Trịnh, tôi chỉ nói một lời thật lòng, nghe anh nói chuyện một buổi thật sự bằng nửa đời qua lại, càng làm cho tôi hiểu ra được nhiều vấn đề. Đào núi có thể tìm được ngọc, kinh nghiệm thành công của thành phố An Dịch không những làm cho thành phố phát triển vượt bậc như một đoàn xe tốc hành. Hơn nữa còn làm một tấm gương tốt cho tất cả huyện thị ở xung quanh như chúng tôi.
Lần này tôi đến không những chỉ muốn học tập kinh nghiệm phát triển của thành phố An Dịch, còn muốn nói một chuyện hợp tác. Trịnh Đông Phương nói những lời vừa rồi có 7 phần chân thành, nhưng hắn thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện hợp tác giữa huyện Lô Bắc và thành phố An Dịch. Hắn là lãnh đạo một thành phố, hắn cũng biết rõ những tình huống của các huyện thị chung quanh, hắn nhắm mắt cũng biết tình hình của huyện Lô Bắc lúc này là như thế nào. Hai bên cách nhau một ngọn núi nhưng trên cơ bản chưa từng nhiều lần lui tới với nhau, càng không cần phải nói đến việc phát triển kinh tế. Sao, anh bạn nói thử xem. Trịnh Đông Phương nói ra những lời này rõ ràng có vài phần giống như ứng phó cho qua. Bí thư Trịnh, các thành phố trong nước, ngoài ba thành phố trực thuộc Trung ương thì các thành phố còn lại phát triển tốt phần lớn đều ở vùng duyên hải ven biển, mà trong nội địa thì thành phố An Dịch có thể nói là một tấm gương lớn. Khi thực lực của thành phố An Dịch ngày càng tăng lên, tất nhiên sẽ có nhu cầu cao ở vị trí chính trị chứ. Nhu cầu ở vị trí chính trị, tất nhiên thị ủy chính quyền thành phố An Dịch rất muốn điều này, nhưng bây giờ bọn họ đang cố gắng vận tác, đang thật sự làm hết mình, nhưng lần đầu tiên lại nghe được một người ngoài nhắc đến vấn đề này. Hai hàng chân mày của Trịnh Đông Phương chợt co rút, hắn muốn mở miệng nhưng lại không nói được gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân. Bí thư Trịnh, quý thành phố có ưu thế về thiên thời địa lợi, sẽ là một thành phố phát triển mạnh mẽ về kinh tế trong tương lai, nhưng quý thành phố có nhu cầu rất cao, như vậy ánh mắt cũng không nên bảo thủ, ánh mắt nhìn càng xa thì sẽ càng là mùa xuân xanh tươi mát mắt. Nếu được như vậy thì sẽ là mùa xuân trăm hoa đua nở, cuối cùng đẩy mạnh sự phát triển của chính mình, coi như khuếch tán ưu thế ra bốn phương tám hướng. Vương Tử Quân nói ra những lời rất thấm thía, càng nói thì vẻ mặt của Trịnh Đông Phương càng thêm nghiêm túc. Những lời này giống như một ý nghĩ hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt hắn. Không những chỉ chú trọng phát triển trong tỉnh, còn phải vươn rộng ra cả nước sao? Phó Chủ tịch Loan lúc này đã không còn tức giận như vừa rồi, hắn là Phó Chủ tịch Thường vụ của thành phố An Dịch, bây giờ đặt câu hỏi hiếu kỳ với Vương Tử Quân. Cả nước là tổng thể, đây là phương diện mà chúng ta không thể bỏ qua, nhưng điều tôi muốn nói là quý thành phố nên tận dụng ưu thế để phát triển trong khu vực của mình. Vương Tử Quân đứng lên. Hắn cầm lấy một cây bút trên bàn, sau đó đi ra phía sau vẽ một vòng tròn lên một tấm bản đồ. Vẽ lên bản đồ quy hoạch của người ta là một hành động liều lĩnh, nhưng lúc này Vương Tử Quân vung tay vẽ một vòng tròn lại làm cho Bí thư Trịnh Đông Phương và Phó Chủ tịch Loan phải rơi vào trầm tư. Vị trí trung tâm của quý tỉnh là thành phố An Thị, trung tâm của tỉnh chúng tôi là thành phố Giang Thị, bọn họ đều cố gắng kéo những thành phố vệ tinh chung quanh phát triển theo. Đây chính là vị trí giao giới giữa hai tỉnh. Chỗ này cũng cần có một thành phố đứng đầu, coi như thắp sáng một ngọn đèn để chiếu sáng cả khoảng không. Vương Tử Quân nói xong thì lại ngồi xuống vị trí của mình, cả phòng họp trở nên vắng lặng như tờ. Những người có thể đến tham gia hội nghị lần này đều là tinh anh của thành phố An Dịch, lúc này lời nói của Vương Tử Quân rơi vào tai thật sự rất có lực, đụng chạm vào tâm linh của mỗi người. Đúng lúc này một viên cán bộ trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào, hắn cúi đầu nói với Hầu Thiên Đông. Bí thư Trịnh. Hội nghị động viên xây dựng thành phố đã sắp bắt đầu, anh xem có nên khởi hành rồi không? Trịnh Đông Phương khoát tay, sau đó lên tiếng sắp xếp. Cái này sẽ để cho Phó Bí Thư Lưu tham gia. Vẻ mặt thư ký có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng nhanh chóng gật đầu đi ra ngoài. Sau khi thư ký ra ngoài, Trịnh Đông Phương dùng giọng hứng thú nói với Vương Tử Quân. Anh bạn, cậu đang nhận chức vụ gì ở huyện Lô Bắc? Tôi là Vương Tử Quân. Là bí thư ủy ban tư pháp huyện Lô Bắc kiêm phó chủ tịch huyện. Vương Tử Quân khẽ cười, hắn dùng giọng một năm một mười nói, hắn biết rõ luận điểm của mình đã được Trịnh Đông Phương tiếp nhận, mà mục đích của mình đã được hoàn thành vài phần. Bí thư ủy ban tư pháp, vị trí này không thích hợp với cậu, nếu như cậu tình nguyện đến thành phố An Dịch chúng tôi nhất định sẽ dùng hết sức để cho cậu đứng đầu một phương. Trịnh Đông Phương cười ha hả rồi khoát tay nói. Lúc này Lộ Lục Thông đã há hốc miệng giống như có thể nuốt cả bầu trời, hắn không rên lên một tiếng, nhưng những lời của Trịnh Đông Phương lại làm cho lòng hắn run lên, bí thư Vương này mới bao nhiêu tuổi đã được một vị bí thư thị ủy một thành phố phát triển như An Dịch nói lời khẳng định và tán thưởng. Xem ra bí thư Vương là người tương lai vô hạn. Sẽ nhất định dùng hết sức cho cậu đứng đầu một phương, Lộ Lục Thông tất nhiên hiểu đây không phải là chủ tịch huyện mà phải là bí thư huyện ủy. Chỉ có bí thư huyện ủy nắm quyền trọn vẹn mới được xưng là đứng đầu một phương. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt sáng ngời như điện của Trịnh Đông Phương, trong lòng thầm than, vị bí thư thị ủy này rõ ràng đưa ra vấn đề khó khăn cho mình. Nếu như mình vui vẻ tiếp nhận lời mời của đối phương, như vậy có nghĩ là bí thư Hùng Trạch Luân của thành phố Hồng Ngọc không nhìn xa trông rộng bằng Trịnh Đông Phương,
nếu như nói lời khiêm tốn thì sẽ bị Trịnh Đông Phương cho rằng mình không biết tán thưởng, hoặc là xem thường. Bí thư Trịnh, tôi tin tưởng muốn mập phải ăn vào từng miếng, cũng không tin ăn một miếng có thể mập ngay được. Bản thân tôi cũng từng đảm nhiệm vị trí bí thư đảng ủy xã, thế cho nên cảm thấy việc nắm quyền một phương và nắm vững toàn cục là rất khó khăn. Ha ha, cậu đúng là giỏi dối trá, lại quá ngang ngạnh. Trịnh Đông Phương không tự giác được phải buông cái giá, hắn chỉ vào Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói. Chương 220, tiêu khiển giải trí cũng là công tác cách mạng. Vương Tử Quân cũng cười cười không nói gì. Ngay sau đó Trịnh Đông Phương bắt đầu cùng Vương Tử Quân bàn luận và tham khảo về những vấn đề phát triển thành phố và các vệ tinh xung quanh. Vương Tử Quân cũng không lo lắng, vì bây giờ hắn phần lớn nói ra những gì mà thành phố An Dịch đã từng trải qua trong tương lai, chẳng qua là phát triển chậm hơn bây giờ vài năm mà thôi. Không biết có phải Trịnh Đông Phương và Vương Tử Quân có cùng ý kiến với nhau hay không, nhưng một lúc sau hai người bàn luận rất vui vẻ. Trịnh Đông Phương còn trịnh trọng yêu cầu thư ký của mình ghi lại những ý kiến và luận điểm của Vương Tử Quân. Bí thư Vương, chúng ta thật sự là hận vì gặp mặt quá muộn, tôi đã hiểu những biện pháp và ý kiến của cậu. Được rồi, chúng ta đã nói khá nhiều, cậu cũng nên nói mục đích của mình đến đây hôm nay được rồi. Trao đổi ngôn ngữ thường làm cho người ta không cảm thấy thời gian trôi qua, lúc này Trịnh Đông Phương vô tình ngẩng đầu nhìn đồng hồ, hắn thầm chấn động, sao đã hơn 11 giờ rồi. Tuy hắn vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn, thế nhưng vẫn phải thay đổi chủ đề. Vương Tử Quân thật sự chờ đợi câu hỏi này của bí thư Trịnh Đông Phương đến phát khổ. Lúc này Trịnh Đông Phương chủ động đặt câu hỏi, Vương Tử Quân nào có khách khí. Hắn vẫy tay với Lộ Lục Thông ở sau lưng, sau đó hai nhân viên của cục cầu đường vội vàng đưa đến một hợp đồng đã chuẩn bị sẵn. Bí thư Trịnh, nếu chúng ta hoàn thành con đường này, như vậy có thể giảm bớt một đoạn đường 250 km từ thành phố An Dịch đến thành phố Giang Thị, càng có thể làm cho hai thành phố phát huy ưu thế góc bù đến mức tận cùng. Vương Tử Quân thấy Trịnh Đông Phương xem xét hợp đồng thì trầm giọng giải thích. Trịnh Đông Phương dùng ánh mắt hứng thú nhìn hợp đồng vài lượt, lúc này mới giao hợp đồng cho Phó Chủ tịch Loan. Sau đó Phó Chủ tịch Loan cũng xem qua một lượt, hắn khẽ gõ bàn nói. Bí thư Trịnh, tôi cảm thấy có thể thực hiện được. Trịnh Đông Phương khẽ gật đầu, hắn vươn tay ra với vẻ mặt hớn hở. Bí thư Vương, cậu thật sự là một thuyết khách quá cao siêu, kế hoạch của cậu thật sự rất khó từ chối. Lúc này tâm tình của Vũ Trạch Huy là rất tốt, có thể nói là cực kỳ tốt, kế hoạch của ông anh họ ngoài việc làm hắn cảm thấy sự chênh lệch trong cách suy nghĩ của cán bộ cấp huyện và cấp thành phố, hơn nữa còn làm hắn cực kỳ vui sướng. Sắp xếp một buổi tiếp đãi với quy cách cực cao, hừ hừ, dám nắm lãnh đạo để kéo ra hổ làm cờ. Chỉ cần bí thư thị ủy thành phố An Dịch nổi giận, úp một cái mũ thật lớn lên đầu Vương Tử Quân, như vậy rõ ràng là kế một chim trúng hai nhạn, mình sao không nghĩ ra. Nếu so sánh với thủ đoạn của anh rể thì mình đúng là gặp sư phụ, cực kỳ hổ thẹn. Nhưng anh rể sắp xếp chuyện này cũng không làm cho Vũ Trạch Huy khờ dại tin rằng đó là thay mình hả giận. Hắn nghĩ đến tình huống hai người gặp nhau vào trước Tết, hai bên trò chuyện, hắn biết vị thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố An Dịch sắp di rời. Thế là bây giờ hắn hiểu ra vấn đề, anh mình đang muốn vung tay chơi khăm vị phó thư ký trưởng chủ quản công tác tiếp đãi của thành phố An Dịch, người này hình như cùng tuổi với anh mình. Đây rõ ràng cũng là kế một đá ném hai chim của Vũ Trạch Nhân, kế sách rất tuyệt. Vũ Trạch Huy dương dương tự đắc nhắm mắt nằm trên mặt ghế mở miệng hát một điệu nhạc, bàn tay cũng khẽ gõ vào chiếc tay cầm. Đúng lúc Vũ Trạch Huy chuẩn bị đi vào giấc mộng thì cửa phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ hơn 30 tuổi rón rén đi vào. Khi thấy trong phòng không có người thì nàng can đảm đi đến, sau đó dùng sức hôn một cái lên mặt Vũ Trạch Huy như gà mổ thóc, cuối cùng dùng giọng thân mật thì thầm. Ngài lại đang nhớ đến cô em nhà nào rồi? Nếu nói Vũ Trạch Huy đang khép hờ cặp mắt sắp chìm vào giấc ngủ và phát hiện người phụ nữ kia đến, như vậy không bằng nói rằng hắn bị nụ hôn ấm áp của nàng đánh thức, trong lòng hắn rất hưng phấn, hắn hớn hở nói. Sao em đến đây? Vài ngày không gặp, ngài không thấy nhớ sao? Ngài làm lãnh đạo cũng không thể cứ nghĩ mãi về công tác, những lúc cần giải trí thì nên thả lỏng một chút, ít nhất cũng có thể làm cho thần kinh buông lỏng. Người phụ nữ kia nói rồi đặt mông ngồi xuống trước mặt Vũ Trạch Huy, nàng có cặp mắt sáng, răng trắng tinh, ánh mắt lưu chuyển, nàng nhìn Vũ Trạch Huy, ánh mắt trắng trợn. Vũ Trạch Huy nhìn người phụ nữ trước mặt mà hai mắt sáng ngời như điện, hắn nhìn về phía cánh cửa, bàn tay đang gõ trên tay cầm rất có tiết tấu đã đưa ra xoa nắn bộ ngực sữa của người phụ nữ kia vài cái, sau đó hắn cười xấu xa nói.
hôm nay hình như đầy đặn hơn khá nhiều. Đây không phải là công lao của anh sao? Nếu không phải trưởng phòng Vũ liên tục thể nghiệm, dùng mọi cách làm dịu, nó sao có thể biến thành lớn? Người phụ nữ kia giống như đã quen với động tác của Vũ Trạch Huy, nàng không những không giận, ngược lại còn đứng lên vặn hông như một con rắn, trong miệng còn nói. Anh đến mà ăn, quân tử động tay không động miệng, đã nói là phải làm. Vũ Trạch Huy cảm thấy trong lòng nóng lên, một vị trí nào đó trên người chợt bùng lên con sóng nhiệt, hắn giống như thú hoang bị trêu chọc tỉnh giấc, nhanh chóng biến thành hung bạo, hắn cười lạnh một tiếng nói. Em nghĩ rằng anh không dám sao? Vũ Trạch Huy duỗi tay bắt lấy cánh tay của người phụ nữ, một bàn tay khác đưa thẳng vào trong ngực nàng. Lần này đến lượt nàng tỏ ra luống cuống, nàng nhìn về phía cửa phòng, cũng bối rối đẩy bàn tay của Vũ Trạch Huy ra. Nhưng Vũ Trạch Huy rõ ràng giữ chặt lấy không buông, đồng thời còn đưa miệng về phía trước giống như muốn hôn, trên mặt là nụ cười vui đùa. Người phụ nữ vùng vẫy trong khủng hoảng, chỗ này dù sao cũng là khu văn phòng huyện ủy, dù mình và người đàn ông này đã phát sinh mối quan hệ quá sâu. Căn bản không cần quan tâm, nhưng nếu bị người ta bắt được cũng cực kỳ khó khăn. Khốn nổi sự kiện thế này lại luôn làm cho người ta cảm thấy kích thích. Hai người đẩy đưa qua lại một lúc lâu, chỉ sau chốt lát thì người phụ nữ kia đã vã đầy mồ hôi, gương mặt lóe sáng có vẻ rất xinh đẹp. Vũ Trạch Huy thấy tim đập rộn trong lòng, nụ cười trên mặt trở nên cứng nhắc, hít thở dồn dập. Hắn cũng không muốn đùa như trước, lúc này đã là muốn làm thật. Hắn dùng hai tay ôm lấy người phụ nữ. Môi ấn lên cưỡng chế hôn nàng. Nàng muốn tránh né, đầu lắc qua lại như trống bỏi, cố gắng trốn tránh Vũ Trạch Huy, cố gắng đẩy, đánh, đấm hắn. Nhưng hắn mặc kệ nàng, hắn càng thêm cố gắng, cuối cùng hắn cũng tìm được môi nàng, hai bên áp chặt vào nhau. Người phụ nữ kia lúc đầu còn vùng vẫy mạnh mẽ, sau đó nàng phát hiện mình phí công vô ích thì nhanh chóng ỉu xìu. Một lát sau nàng lại giống như một con sói phóng về phía con mồi, liên tiếp hôn lên mặt, lên cổ và lên ngực Vũ Trạch Huy. Đồng thời cũng mặc kệ hắn thích làm gì thì làm, tất nhiên cũng nhanh chóng sờ soạng và bỏ bớt vướng bẩn quần áo trên người. Vũ Trạch Huy chỉ cảm thấy chính mình giống như bị một ngọn lửa thiêu đốt, khi hắn sắp bị bộ ngực lớn của người phụ nữ này làm cho hít thở không thông, hắn cố gắng quay đầu sang một bên để hít vào một hơi. Khoảnh khắc này hắn chợt tỉnh táo trở lại, hắn là một lãnh đạo huyện ủy có tư tưởng cao vời, điều kiện kiên quyết là không thể ở trong phòng làm việc làm ra những trò rối loạn với một người phụ nữ như thế này được. Như thế còn ra thể thống gì? Yên Hồng, ngồi xuống, đây là phòng làm việc của anh. Vũ Trạch Huy nghĩ đến thời điểm tương lai của mình đang tươi sáng, thế là vẻ mặt chợt trầm xuống, hắn trầm giọng nói với người phụ nữ đang điên cuồng bên mình. Người phụ nữ được gọi là Yên Hồng thấy Vũ Trạch Huy lên tiếng như vậy thì cũng nhanh chóng trở nên nghiêm trang, nàng nói. Trưởng phòng Vũ, lần này tôi đến là có chuyện cần báo cáo với anh. Cô nói đi. Vũ Trạch Huy nhìn cô MC của đài truyền hình huyện mà vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, đến nói về vấn đề công tác thì cần phải ngồi lại cho nghiêm chỉnh. Tôi nghe nói anh thường sắp về hưu thì phải. Anh Vũ, cơ hội này khó có được, anh phải nghĩ biện pháp giúp đỡ tôi đấy. Yên Hồng nói, gương mặt phấn càng hồng hào rạng rỡ xinh đẹp động lòng người. Vũ Trạch Huy biết anh thường trong miệng của Yên Hồng chính là giám đốc đài truyền hình huyện, năm nay người này đã đến tuổi về hưu. Đài truyền hình huyện là một đơn vị cấp phó khoa, rõ ràng tiểu tình nhân này của mình đang rất coi trọng vị trí giám đốc đài truyền hình kia. Nếu bây giờ đẩy cô lên làm lãnh đạo đài truyền hình thì sợ rằng có chút khó khăn, sau lưng sẽ có người buôn chuyện, tôi thấy không bằng nên có thời gian quá độ cái đã. Vũ Trạch Huy trầm ngâm một lát rồi cho ra quyết định. Yên Hồng tất nhiên biết quá độ có nghĩa là gì, nhưng rõ ràng là lời hứa hẹn như vậy làm cho nàng không vui. Thế là nàng đi đến bên cạnh Vũ Trạch Huy. Cặp môi đỏ mọng dán lên mặt hắn rồi nói. Anh Vũ, không phải chỉ là một vị trí cấp phó khoa thôi sao? Em biết rõ anh có biện pháp, anh đồng ý cho người ta được không? Cặp ngực cứng và nhọn của Yên Hồng nhô lên áp vào người làm cho tâm tình của Vũ Trạch Huy chợt rối loạn, hắn chụp lấy tay của nàng, nhịp thở có vài phần gia tốc. Cô nàng này khi ngủ thường thích không mặc gì, là một người tràn đầy tinh lực, như một ngọn núi lửa, hắn không chỉ một lần được thấy sự mãnh liệt của nàng khi ở trên giường. Mỗi lần hắn đến tham gia hoạt động với nàng thì đều sinh ra cảm giác bị nuốt sạch cả thần hồn. Cô nàng nghĩ ra đủ mọi loại mánh khóe, những trò hoang đường thần bí làm cho người ta cực kỳ hưng phấn, luôn làm cho trưởng phòng Vũ ở vào trạng thái cực độ phấn khởi, là thứ mà trạng thái công tác khó thể nào so sánh được. Anh Vũ, anh nên đồng ý em, như vậy tối nay em đảm bảo sẽ cho anh sướng đến phát điên lên. Âm thanh quyến rũ lại được phát ra từ cặp môi đỏ mọng.
càng tràn đầy dục tính, dưới sự hấp dẫn của Yên Hồng, Vũ Trạch Huy chỉ có thể gật đầu. Anh Vũ thật sự rất tốt, buổi tối em chờ anh, không gặp không về. Yên Hồng vừa nói vừa cong miệng lên, sau đó nàng hôn một cái lên mặt Vũ Trạch Huy, cuối cùng mới đứng lên bỏ đi. Nhưng khi nàng chuẩn bị bỏ đi, Vũ Trạch Huy không chờ đợi được mà chụp lấy cổ tay của nàng, một bàn tay khác lại đưa vào trong áo của nàng để liên tục hoạt động. Thật sự là lớn lên khá nhiều, hì hì, chờ vị tiểu đoàn trưởng pháo binh chồng em về thăm, em nên chuẩn bị rượu và món nhắm ngon, hắn nhất định sẽ rất biết ơn anh. Dù sao thì khi hắn không có mặt thì anh chính là người đứng ra để cày sâu cuốc bẩm. Vũ Trạch Huy vừa nói vừa cười lên ha hả, Yên Hồng cũng cười theo, nhưng trong mắt nàng lại lóe lên cái nhìn thương cảm khó thể nào thấy rõ. Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, thế là cặp tình nhân tràn đầy tình cảm bị ép cho ly tán, khi Vũ Trạch Huy cầm lấy điện thoại thì Yên Hồng đã đi ra bên ngoài. Thành công rồi, Vương Tử Quân đi vào rồi. Tốt, anh, em biết rồi, cảm ơn anh. Sau khi bên kia đặt điện thoại xuống thì Vũ Trạch Huy ở bên này đã kích động đến mức khó thể nào kiềm chế được. Hắn nghĩ đến tình huống tên khốn kiếp thường làm phiền lòng người là Vương Tử Quân kia luống cuống tay chân mà trong lòng đầy vẻ đắc ý. Bí thư Trần, anh có ở đó không? Tôi muốn đến báo cáo công tác với anh. Vũ Trạch Huy sau khi bình tĩnh trở lại thì người đầu tiên nhớ đến là Trần Lộ Giao, hắn nói hai câu đơn giản trong điện thoại, sau đó hai người cùng đi đến phòng làm việc của Bí thư Hầu Thiên Đông. Trước của phòng làm việc của Bí thư Hầu Thiên Đông hầu như là mỗi ngày đều có một hàng người xếp hàng để chờ được tiếp kiến, trong đó có kẻ muốn gặp mặt bí thư, có kẻ muốn báo cáo công tác, mà phần lớn chính là cán bộ huyện Lô Bắc. Trần Lộ Giao và Vũ Trạch Huy đến làm cho đám người kia chợt trở nên náo nhiệt, tuy bọn họ không dám ồn ào trước phòng làm việc của bí thư huyện ủy, thế nhưng mời điếu thuốc và nói vài lời hỏi thăm lại là một việc không ai quên. Trước kia Trần Lộ Giao sẽ gật đầu khẽ chào hỏi đám cán bộ này. Nhưng lúc này hắn cũng không có tâm tình thanh thản, hắn chỉ nhanh chóng bước đến phòng làm việc của Bí thư Hầu Thiên Đông như sao băng. Trong phòng làm việc, Hầu Thiên Đông đang nói chuyện với một người. Lúc này ở bên ngoài thì thư ký Tiểu Trung của Hầu Thiên Đông thấy trưởng phòng tuyên truyền và phó bí thư chủ quản khối tổ chức đi đến, hắn không khỏi khẽ nói. Bí thư Trần, trưởng phòng Vũ, Bí thư Hầu đang nói chuyện. À, Tiểu Trung, cậu báo cáo với Bí thư Hầu. Nói hai người chúng tôi có chuyện gấp cần tranh thủ thời gian báo cáo với Bí thư Hầu, không thể chậm trễ được. Trần Lộ Giao vung tay nên trầm giọng nói với Tiểu Trung. Thư ký Tiểu Trung vừa nghe những lời như vậy thì cũng không dám chậm trễ, hắn nhanh chóng chạy vào báo cáo cho Bí thư. Khi Tiểu Trung đi ra thì cũng có một vị cán bộ đi theo với vẻ mặt không cam lòng, nhưng khi thấy Trần Lộ Giao và Vũ Trạch Huy thì vẫn phải tươi cười chào hỏi. Hai người nào có thời gian quan tâm đến viên cán bộ kia? Không đợi đối phương bước ra khỏi phòng làm việc của Hầu Thiên Đông thì hai người đã cất bước đi vào. Lúc này Hầu Thiên Đông đang uống trà, tuy nghe thấy Tiểu Trung báo cáo thì giọng điệu của hai người Trần Lộ Giao thật sự không phải nhẹ nhưng lão vẫn tự nhiên tự tại ngồi uống trà như thường. Hầu Thiên Đông là một vị bí thư thị ủy, lão cảm thấy điều cần thiết ở mình là sự tỉnh táo, còn những chuyện khác thì hoàn toàn có thể đợi sau này hãy nói. Bí thư Lộ Giao, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hầu Thiên Đông mời Trần Lộ Giao và Vũ Trạch Huy ngồi rồi dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Trần Lộ Giao cũng không ngồi xuống theo thói quen, hắn dùng giọng nóng lòng nói. Bí thư Hầu, bây giờ tôi không có tâm tư cùng anh bàn luận, Vương Tử Quân sinh ra đại họa rồi. Trần Lộ Giao vừa nói vừa quay sang Vũ Trạch Huy. Trưởng phòng Trạch Huy, anh nói rõ sự việc cho Bí thư Hầu đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 17.